Lòng tham của con người là một cái túi không đáy, chứa đựng không biết bao nhiêu cho đầy. Vì thế, sự tham lam của con người to lớn vô cùng vô tận, và nhiều trùng trùng điệp điệp, thật là ghê gớm. Lòng tham của con người là một tội cực ác. Do lòng tham ăn, tham tiền mà con người giết tất cả các loài động vật khác, không những để ăn thịt mà còn bán để lấy tiền, hoặc giết chết bỏ làm phân bón, làm thực phẩm gia súc. Thật là lòng tham của con người quá ác và quá tàn nhẫn. Do lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của những người khác mà con người giết con người không gớm tay. Do lòng tham lợi, tham danh của con người từ nước này đi cướp nước khác. Biết bao nhiêu sinh mạng con người chết vì chiến tranh. Do lòng tham sắc dục của con người mà tự họ phá gia đình hạnh phúc của mình và của người khác tan nát. Do lòng tham sắc dục mà con người hiếp dâm trẻ em và làm ô nhục biết bao nhiêu phụ nữ. Do lòng tham sắc dục mà con người giết con mình bằng cách nạo phá, móc bỏ biết bao nhiêu thai nhi chết một cách đáng thương, vân vân. Lòng tham thật là ghê gớm, thường mang đến cho loài người biết bao nhiêu tội ác và biết bao nhiêu sự khổ đau, không sao kể hết được. Tội ác của lòng tham, nó không từ bất cứ một người nào. Con bất hiếu cũng từ lòng tham, anh em ruột thịt chia lìa ly tán cũng từ lòng tham, vợ chồng ly dị, con cái mất cha mất mẹ cũng từ lòng tham. Chiến tranh thế giới từ nước này đến nước khác, người giết hại lẫn nhau trùng trùng lớp lớp cũng từ lòng tham, vân vân. Đứng đầu trong ngũ triền cái là lòng tham. Lòng tham đó gọi là tham triền cái, nó là pháp ác thứ nhất. Người đệ tử của Phật cần phải đề cao cảnh giác tâm mình. Khi nó móng khởi một niệm nào thì hãy mau mau quán xét cho thật kỹ, xem nó thuộc về loại tham lam nào, để dùng đức ly tham diệt ngay tức khắc. Chúng ta thường nghe Đức Phật dạy: trong mỗi con người có ba nọc độc, tham độc, sân độc, si độc. Và trong mỗi người có ba tùy miên, tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên. Đó là những pháp khiến con người sống đầy tội ác. Chúng ta cần phải học cho thông suốt. Ba ác pháp tham, sân, si này luôn luôn ngự trị trong tâm chúng ta. Hễ có đối tượng thì nó ló mặt ra tức khắc. Nếu chúng ta không đủ sức bình tĩnh thì nó triền miên duy trì mãi mãi trong tâm. Chúng ngấm ngầm như lửa than không thấy ánh sáng, nhưng nó vẫn cháy liên tục không gián đoạn. Vừa rồi chúng ta học đức hiếu sinh để đối trị tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu người nào biết áp dụng vào cuộc sống của mình thì đã chuyển sạch, con đường giải thoát ở trước mắt của mình. Hôm nay chúng ta học đức thứ hai. Đức thứ hai này chúng ta cần phải tu học và rèn luyện nhân cách của mình để thoát ra tam độc. Đó là đức ly tham. Người nào biết ly tham là người đó tự mang đến cho mình một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi vì con người do tâm tham mà chịu nhiều khổ đau, muốn chấm dứt khổ đau không gì hơn là phải diệt trừ tâm tham. Muốn diệt trừ tâm tham thì chỉ có sự hiểu biết các pháp vô thường, khổ, vô ngã. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do sự hiểu biết thật như vậy thì tâm chúng ta không còn chỗ bám. Dù có bám nó cũng chẳng có cái gì là của ta, thì bám làm gì cho uổng công. Nhờ thấu hiểu suốt rõ như vậy nên không ly tham mà nó đã tự ly tham. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu tâm chúng ta chỉ còn ưa thích một chút xíu điều gì như món ăn, chiếc áo, cái khăn, cây bút, vân vân, là chúng ta biết tâm mình còn tham lam. Mà còn tâm tham lam là tâm còn đau khổ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta nên sống với đức hạnh ly tham để thoát ra mọi sự khổ đau. Đó là mục đích của tập sách này. Lìa được tâm tham không phải là dễ, cho nên ngay từ những phút đầu tiên khi chúng ta học giới luật này là cần phải hiểu cho rõ ràng và áp dụng vào đời sống hàng ngày với đức ly tham, không nên biến trễ.
Đức Ly Tham từ bỏ lấy của không cho mà Đức Phật đã dạy chúng ta giới thứ hai trong ngũ giới: cấm gian tham trộm cắp, không nên lấy của không cho. Câu đầu là một pháp luật như luật thế gian. Người tu sĩ phạm vào giới này được xem là phạm vào tội tử hình. Nhưng câu sau chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng. Nếu ai nghe theo lời khuyên này, sống không lấy của không cho, thì ngay đó là chúng ta sống với đức ly tham. Sống với đức ly tham sẽ được giải thoát ngay liền và hoàn toàn giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi và chấm dứt mọi sự khổ đau trong cuộc đời này. Tóm lại, lòng tham lam của con người đã đưa con người vào biển khổ. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đó là lời xác định của Đức Phật. Sự đau khổ của chúng sinh vô cùng vô tận, không sao kể hết được. Vậy muốn thoát ra bể khổ, chúng ta phải hết sức tu học đức ly tham để đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho vạn vật trên hành tinh này. Kính ghi tu viện chân như. Bài học thứ nhất, giới thứ hai, rèn nhân cách, từ bỏ lấy của không cho. Đây là bài học giới luật thứ hai trong ngũ giới: cấm gian tham trộm cắp. Nhưng đạo Phật là đạo tự nguyện, tự giác, không bắt buộc và không dùng quyền lực cưỡng chế ai cả. Nên Đức Phật dùng lời khuyên không nên lấy của không cho hay từ bỏ lấy của không cho. Chúng tôi cảm thấy Đức Phật là một nhà tâm lý học tuyệt vời. Khi bước vào học giới thứ nhất thì Đức Phật khuyên không nên giết hại chúng sinh, rồi dạy chúng ta rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh. Thấm nhuần được lòng yêu thương, tâm hồn chúng ta vô cùng sung sướng, buông xả rất nhiều những ác pháp thô. Tất cả những pháp ác thô chúng ta đã ly sạch, chỉ còn những pháp ác vi tế. Nhưng đến giới thứ hai thì Đức Phật dạy chúng ta xa lìa những tâm tham lam bằng giới luật từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là một lời khuyên nhẹ nhàng của Đức Phật, khiến cho chúng ta nghe đến từ ly tham rất thấm thía. Nhưng đó là một hành động đạo đức ly tham rất tuyệt vời. Vốn con người sinh ra là do duyên ái dục của cha mẹ, cho nên từ khi còn trứng nước, nằm trong bụng mẹ đã có tâm tham sân si mạn nghi rồi. Chứ không như Đức Khổng Tử nói: nhân chi sơ tính bổn thiện. Lời nói này chứng tỏ Đức Khổng Tử không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo. Không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo thì không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo được. Không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo thì không thể hiểu 12 nhân duyên tạo nên vũ trụ này. Theo Phật giáo xác định rất rõ, vạn vật được sinh ra trong vũ trụ này có nhiều hình tướng và tâm tính khác nhau, là do nhân quả thiện ác nghiệp báo khác nhau, chứ không phải do một đấng vạn năng hay một đấng tạo hóa hoặc một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế nào tạo ra vạn vật, tạo ra sự sống trên hành tinh này được, mà chính theo quy luật nhân quả vận hành tạo ra các duyên. Khi các duyên hội đủ điều kiện tác dụng vào nhau, hợp thành sinh ra vạn vật. Cho nên vạn vật có mặt trên hành tinh này đều do 12 nhân duyên hợp lại mà thành. 12 nhân duyên đó gồm có: 1. Duyên vô minh. 2. Duyên hành. 3. Duyên thức. 4. Duyên danh sắc. 5. Duyên lục nhập. 6. Duyên xúc. 7. Duyên thọ. 8. Duyên ái. 9. Duyên thủ. 10. Duyên hữu. 11. Duyên sinh. 12. Duyên u bi, sầu khổ, bệnh chết. Một lần nữa, chúng ta khẳng định tất cả vạn vật đều sinh ra là do 12 nhân duyên này. Do 12 nhân duyên này mới tạo tác hợp lại thành vạn vật trong vũ trụ. Đất, đá, núi, sông cũng đều do 12 nhân duyên này tạo ra. Thế giới quan của Phật giáo đơn giản thiết thực cụ thể như vậy, chứ không phải trong thế giới quan có thế giới siêu hình như các nhà tôn giáo và các nhà ảo tưởng nghĩ ra cho rằng trong thế giới quan có một thế giới siêu hình. Trong thế giới siêu hình có một đấng tạo hóa đang sáng tạo và sinh ra loài người và muôn loài vật, và đấng tạo hóa đó đang cầm quyền sinh sát xử phạt muôn loài vạn vật trên hành tinh này. Chúng tôi là những người ưa chuộng sự thật bằng những chứng minh khoa học cụ thể, cho nên những điều ảo tưởng diễn dông chúng tôi bỏ ngoài tai, vì chúng tôi biết rõ
quy luật nhân quả thiện ác thường làm thay đổi chuyển biến, không có một pháp nào đứng yên một chỗ bất di bất dịch, thường hằng không thay đổi trong vũ trụ này. Do sự vô thường này đã làm cho muôn loài sống trên hành tinh đau khổ, nhất là loài người lại còn đau khổ hơn các loài vật khác. Muốn cho loài người thoát ra mọi sự đau khổ này, nên Đức Phật xây dựng cho loài người nền đạo đức nhân bản nhân quả để chuyển đổi quy luật nhân quả, hay nói cách khác là làm chủ nhân quả, có nghĩa là nhân quả không còn chi phối điều khiển được con người. Nhờ đó, con người mới làm chủ nhân quả hoàn toàn, tức là làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi. Vì thế, giáo lý thiện pháp của nhà Phật ra đời với toàn bộ giới luật đức hạnh nhân bản. Hôm nay chúng ta đang học ngũ giới, tức là đang học năm đức hạnh của người đệ tử cư sĩ Phật đầu tiên mới bước chân vào con đường rèn luyện nhân cách. Đức ly tham là giới luật thứ hai trong ngũ giới. Nếu một người giữ trọn giới luật này là đã thấy tâm mình giải thoát, không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Đời người khổ đau là vì tâm tham. Nếu chúng ta lìa tâm tham thì làm sao còn đau khổ được nữa, phải không quý vị? Chúng ta thấy trộm cắp, cướp của, giết người là do gốc tâm tham mà xảy ra. Từ gốc tham lam mang đến biết bao nhiêu sự khổ đau cho con người. Bởi vậy, tâm tham là một pháp cực ác. Từ khi con người có mặt trên hành tinh này thì họ đã mang theo lòng tham lam. Vì thế, mọi sự đau khổ đều do nó. Do đó chúng ta thấy rất rõ đường đi của Phật giáo là con đường mang đến sự an vui, giải thoát cho loài người. Con đường đó là con đường thiện. Con đường thiện là con đường đạo đức nhân bản nhân quả. Con đường đạo đức nhân bản nhân quả là con đường đạo đức ly tham. Trong xã hội loài người, nếu người nào cũng được học đạo đức ly tham, thì làm sao có những tệ nạn xã hội như cướp của giết người, trộm cắp móc túi, hối lộ ăn lo, gian tham lừa đảo lường gạt người bằng đủ mọi ngành nghề, cờ gian, bạc lận, cá cược, mãi dâm, rượu chè hút sách, buôn thần bán thánh, tạo dựng những cảnh mê tín cướp giật tiền giữa ban ngày ban mặt mà không ai bắt bớ họ được. Từ bỏ lấy của không cho là đức hạnh ly tham rất tuyệt vời. Ta nên suy nghĩ, ta mất của ta cũng khổ đau, và người mất của người cũng khổ đau, cớ sao ta lại nỡ nhẫn tâm lấy của người khác? Cho nên nhất định ta sẽ không lấy của không cho, dù cái kim sợi chỉ chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng ta cũng không lấy khi người ta không cho. Khi lấy của người không cho là mang tiếng suốt đời ăn cắp ăn trộm. Còn nếu không lén lấy mà xông vào cướp giật tiền bạc của cải của người khác thì mang tiếng là bọn ăn cướp. Ăn không ngồi rồi mà đi ăn trộm ăn cướp của cải tài sản của người khác là những người vô đạo đức, những người xấu xa, hèn hạ, vân vân. Làm con người cần phải tránh xa những hành động lấy của không cho, vì những hành động trộm cắp cướp giật của cải tài sản là làm cho mọi người đều chán ghét, đều ghê tởm, đều sợ hãi, vân vân. Nhất định làm người chúng ta phải sống với đức ly tham, vì đức ly tham làm cho chúng ta trở thành con người cao thượng. Trong đức ly tham, nó mang đầy đủ lòng yêu thương đa hướng đối với mọi người và mọi loài. Nó đem lại cho chúng ta một lòng yêu thương nhau chan hòa. Cho nên người ly tham là người sống hạnh phúc nhất trần gian. Tại sao vậy? Tại vì đức ly tham giúp chúng ta không còn dính mắc các pháp trên thế gian này. Khi đức ly tham ngự trị trong tâm chúng ta thì các pháp trên thế gian này không còn pháp nào đủ sức cám dỗ, lôi cuốn chúng ta được. Cho nên khi chúng ta nhận xét tâm mình còn ham thích điều gì thì chúng ta biết ngay đức ly tham sẽ không còn trong tâm nữa. Vì vậy chúng ta phải tác ý ngay, tâm không được ham thích phải chấm dứt ngay liền. Nhờ có tác ý như vậy thì đức ly tham mới trở lại trong tâm ta. Cho nên người tu tập phải siêng năng, khi thấy một niệm móng khởi ưa thích thì chúng ta phải mau mau tác ý dừng lại. Có siêng năng tu tập như vậy thì chúng ta mới sống trọn vẹn với đức ly tham. Một người tu theo Phật giáo mà lười biếng thì không thể nào thành tựu sự giải thoát. Thành tựu giải thoát của Phật giáo là phải siêng năng hàng ngày diệt trừ lòng tham, sống với đức ly tham và đức hiếu sinh. Bài học thứ hai, rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Con trai đuổi mẹ để giành nhà. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào, chua xót. Bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng
đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4. Sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Vân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SDC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùm, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa chắc tôi chết mất. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn một năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp. Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả.
nỗi đau âm ỉ giằng xé tâm can bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Mỹ Thanh, Hoàng Tuyết, báo công an số 1522, thứ năm 1 tháng 3 năm 2007. Những câu hỏi. 1. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Đoạn này nói lên thiếu đạo đức gì? 2. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4, sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 3. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 4. Biết bao lần mà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 5. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Vân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ giùm tiền, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 6. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình
để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 8. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa chắc tôi chết mất. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 9. Tòa tiên xử bà Hợi được chia 1/11 phần trong số tài sản mà ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn 1 năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 10. Ngày ngày, bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ giằng xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án chỉ vì nó đợi tôi chết, để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Đoạn này nói lên đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. 1. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhận tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham hiếu thảo thân hành. Câu chuyện trên đây là một sự thật mà báo chí đã đăng tin tức này. Trong xã hội hiện nay, những chuyện bất hiếu này thường xảy ra như ăn cơm bữa. Đúng vậy, lòng tham của con người không đáy. Nó biến con người trở thành vô đạo đức, quên cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Vì lòng tham nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản mà đành lòng đuổi mẹ ra khỏi nhà, thật là bất hiếu. Nỗi đau của người mẹ bị con trai mình trục xuất ra khỏi nhà thì không có nỗi đau nào hơn, phải không quý vị? Đây, các tu sinh đọc qua câu chuyện này mới thấy rõ lòng tham của con người thật là ghê gớm. Khi lòng tham ngự trị trong tâm hồn của họ thì họ quên hết ơn nghĩa, dù là công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con lớn khôn như trời như biển. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thế mà họ đâu còn nhớ gì, khi lòng tham ngự trị trong lòng thì họ đều quên hết. Câu chuyện trên đây là một bằng chứng cụ thể để thấy lòng tham của con người ghê gớm thật, và xã hội chúng ta đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Nhìn thấy cảnh này, chúng ta là những người con của Phật thì phải theo lời dạy của Người. Lúc nào hay giờ nào, chúng ta đều sống với đức ly tham. Đức ly tham sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn biết buông xả, không đắm mê vật chất của cải tài sản. Vì càng lắm nhiều của cải tài sản thì càng lắm nhiều gian nan và nhiều tai họa khổ đau sẽ đến với chúng ta. Đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời. Chúng ta nên xem xét lại đời sống của Đức Phật ngày xưa. Ai cũng biết Đức Phật là con trai độc nhất của vua Tịnh Phạn và sắp sửa thay vua cha lên ngôi báo. Trong khi vua cha tìm mọi cách đi giữ Ngài, nhưng Ngài không màng danh lợi, buông bỏ như buông bỏ một chiếc giày rách. Khi đi tu, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, Ngài đều buông xuống cả. Cuộc sống của Ngài lúc bấy giờ chỉ còn 3 y 1 bát, chân trần, hằng ngày đi xin cơm của mọi người, mọi nhà. Nhưng tâm hồn Ngài phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, sống không nhà cửa, không gia đình, lấy trời làm màn, lấy gốc cây làm gối, lấy trăng sao làm đèn, lấy gió làm quạt, vân vân. Cuộc đời của Ngài đâu còn gì nữa, đói thì đi xin ăn,
đi sinh không có thì ngồi thiền, bệnh đau thì dùng pháp mà đối trị. Cuộc đời Ngài sống thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời danh lợi, tiền bạc, ngôi báu, vợ đẹp, con xinh không còn trói buộc Ngài được nữa. Còn người đời tâm tham lam ngút ngàn, muốn ngồi không mà có tiền của, vì thế làm mọi cách gian tham xảo quyệt để thu góp cho nhiều tiền tài vật chất. Có người lại trực tiếp đi ăn trộm, ăn cắp hoặc cướp giật của người khác để thọ hưởng. Bệnh đau thì rên la kêu khóc, đi bác sĩ, nằm nhà thương, đi bệnh viện đông tây y, thuốc thang uống chích chăm cứu vân vân. Còn Đức Phật thì tự tại thung dung, đói no chẳng sợ, bệnh tật không làm dao động được tâm Ngài. Một hôm Ngài đi khất thực, có một bác nông dân đang cày dưới ruộng chạy đến bên Ngài và nhìn vào trong bác rồi bảo rằng: Ngài đi xin không có ai cho Ngài đâu, Ngài hãy trở về cày ruộng như chúng tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ. Đức Phật im lặng không nói một lời nào và tiếp tục ôm bác đi xin. Đến khi trở về, người nông dân lúc nãy cũng chạy đến bên Phật, lật nắp bát ra xem, chỉ là một chiếc bát không. Người nông dân nói: Ngài thấy chưa, tôi đã bảo cày ruộng như tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải yên tâm sao? Còn bây giờ Ngài đi xin không ai cho, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng. Đức Phật từ tốn trả lời: Ngươi tưởng ta cần những thức ăn này lắm sao? Nếu đói ta chỉ ngồi thiền thì làm sao còn đói được nữa? Thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn kia mà. Ta vì chúng sinh quá đau khổ mà đi khất thực để gieo duyên hóa độ, chứ không vì chúng sinh thì ta đã nhập niết bàn từ lâu rồi. Cuộc đời này có còn những gì cám dỗ được ta đâu. Nghe xong, người nông dân quỳ xuống dưới chân Đức Phật, xin sám hối những tội lỗi của mình đã vô minh nói ra những lời kinh mạng, và cũng xin Đức Phật cho làm đệ tử cư sĩ tại gia, quyết tâm giữ gìn năm giới. Còn bệnh đau thì sao? Chúng ta hãy nghe Đức Phật dùng pháp trị bệnh. Một hôm trên đường đến nơi để nhập niết bàn, Đức Phật nay đã già yếu 80 tuổi rồi, nên một cơn bạo bệnh ập đến, Đức Phật phải trụ lại giữa đường để đối trị cơn bệnh ngặt nghèo đau buốt cả cơ thể. Ngài ngồi kiết già lưng thẳng, nhiếp tâm an trú tỉnh thức trong hơi thở ra vô và tác ý đẩy lui bệnh. Nhờ đó cơn đau không còn tấn công Ngài được nữa. Ngài bình phục và tiếp tục đi đến nơi nhập niết bàn. Xin quý vị vui lòng hãy đọc lại kinh Niết Bàn trong kinh Trường Bộ tập 1 thì rõ. Đấy, quý vị có thấy cuộc đời tu hành của Đức Phật đã thoát ra bốn cái khổ mà người thế gian không thể làm được không? 1. Làm chủ được đời sống ăn uống. 2. Làm chủ được bệnh đau. 3. Già yếu nhưng còn mạnh khỏe, đi bộ vững vàng. 4. Làm chủ sự sống chết. Đó chính là nhờ Ngài sống với Đức Ly Tham. Do Đức Ly Tham nên Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh như bỏ những đồ phế thải. 2. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H, Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4. Sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lam Giang Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa.
Đoạn này nói lên đức tinh tấn nhân quả. Trong cuộc đời này, sống lương thiện, không gian tham, không xảo quyệt lừa đảo người, lấy mồ hôi nước mắt và công sức của mình siêng năng làm ra của cải tài sản, đó là đức ly tham. Làm ra của cải tài sản, dù cho giàu có đến đâu cũng không tham đắm và dính mắc những vật chất đó, cũng là đức ly tham. Cả gia đình con cái của ông bà Thành đều lo tích lũy làm ăn chân chất. Cơ sở vật chất càng đi lên, của cải tài sản đất đai càng nhiều, thì tâm tham cũng càng lớn theo. Do đó mới có những sự tranh chấp xảy ra, mới có sự kiện tụng. Nếu trong giai đoạn này cả gia đình ông bà Thành đều được học đạo đức ly tham, thì tài sản gia đình này càng đi lên với sự siêng năng cần mẫn làm ăn lương thiện, thì đâu có việc gì xảy ra, phải không quý vị? Đồng tiền và của cải tài sản làm mờ mắt, khơi dậy lòng tham chiếm hữu làm của riêng mình, cho nên nó đã giết chết đạo đức hiếu thảo làm người. Ông Hà cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác, biết chí thú làm ăn để làm giàu. Nhưng chính vì tham nhà cửa, đất đai, vật chất, nên công ơn sinh thành của cha mẹ đã quên mất, tình nghĩa anh em ruột thịt như nước lã người dưng. Chỉ muốn làm sao bứng những người này ra khỏi nhà là thượng sách, chỉ để mình nắm trọn quyền sở hữu của riêng mình. Do lòng tham lam, ông Hà đã lén làm giấy tờ cho riêng vợ chồng ông đứng tên. Đến khi giấy tờ nắm chắc trong tay, ông khởi sự trục xuất mẹ và em ra khỏi nhà. Đó, quý vị thấy chưa? Tiền bạc của cải tài sản đất đai sẽ làm mất đạo đức con người, mất tình, mất nghĩa, mất lòng hiếu thảo của con người. Tóm lại, có khả năng làm ra của cải tài sản bằng công sức lương thiện của mình để nuôi gia đình vợ con êm ấm, để nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu đầy lòng hiếu thảo, để giúp cho anh em, chị em có vốn làm ăn không thua kém người khác, thì tình nghĩa máu thịt càng sâu đậm. Để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, không còn sống trong cảnh thất nghiệp bữa đói bữa no, và cuối cùng làm những việc từ thiện, bố thí cho những người bất hạnh trong xã hội, cho trẻ em mồ côi, cho những người già neo đơn không người thân nuôi dưỡng, và giúp cho trẻ em khuyết tật, thì đó là đạo đức ly tham hiếu sinh trong tình thương yêu rộng lớn và cao thượng. Cho nên làm giàu có của cải tài sản bằng mồ hôi công sức của mình thì không phải là có tội, mà có tội là do lòng tham lam cướp công, cướp tiền của người khác, và ích kỷ, bõng sẻn, keo kiệt, không dám bỏ ra bố thí cho những người nghèo khổ, không dám bỏ ra giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Làm ra của cải tài sản bất lương bằng sự gian xảo lừa đảo người khác, bằng sự cướp của cướp công người khác, bằng sự ăn lo hối lộ rồi chỉ bo bo để phục vụ cá nhân cho bản thân mình, cho vợ con mình, thì đó là người tích lũy tâm tham đắm của cải tài sản, đánh mất đời sống đức ly tham hiếu sinh. Người đã đánh mất đức ly tham là đánh mất tính người, chỉ còn là bản chất tham ăn của loài động vật. 3. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham hiếu sinh ý hành. Hành động ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà cửa, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà, đó là một hành động tham lam vô bờ bến, xấu xa, đáng lên án, đáng trách. Mẹ là người sinh thành dưỡng dục nuôi mình lớn khôn, mà lại già yếu rồi, sống còn bao lâu nữa, thế mà lòng tham ghê gớm thật. Xem cha mẹ chẳng ra gì, anh em dù cùng một cha mẹ, cùng một dòng máu, dù một nơi sinh ra, thì còn có nghĩa lý gì đối với những người lòng tham che khuất như ông Hà? Ông chỉ còn biết tiền, tiền mà thôi. Người tham lam là người đánh mất nhân tính, đánh mất đạo đức hiếu sinh, đánh mất đạo đức ly tham. Họ là những người đang ở trong các ác pháp, đang làm những điều ác và chịu nhiều khổ đau. Chứ không phải những người tham lam là những người sống đầy đủ an vui và hạnh phúc. Không, họ rất khổ đau, mệt nhọc, là vì những người này đầu óc toan tính bằng cách này,
bằng cách khác để chiếm đoạt tài sản, của cải, tiền bạc cho nhiều nhiều, chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng tiền bạc của cải biết bao nhiêu cho đầy túi tham không đáy của họ. Lặng lẽ âm thầm đứng tên những giấy tờ các lô đất và những giấy tờ quyền sở hữu nhà cửa. Đó là những hành động tham lam mà người con trai của bà Hợi đã có tính toán trước. Khi có giấy tờ chứng cớ đất đai nhà cửa của riêng mình thì tạo cảnh gây gỗ bất hòa xảy ra trong nhà. Cuối cùng mới có cách thức trục xuất người mẹ và người em của mình ra khỏi nhà mới được. Và như vậy, tài sản nắm trọn trong tay, không còn ai dám đòi chia chác với nhau nữa. Đấy, quý vị thấy lòng tham ghê gớm thật, có mưu mô, có tính toán kỹ lưỡng. Nhưng lòng tham lam có phải chính là mình không? Của cải tài sản, tất cả vật chất, có cái gì của mình đâu. Càng có nhiều của cải tài sản, càng nhiều khổ đau. Đến khi chết, có người nào mang theo được những vật gì không? Hay chỉ còn là một nắm xương vùi sâu trong lòng đất lạnh? Trên nấm mộ, chỉ còn một nắm cỏ khâu xanh rì nơi nghĩa địa quang lạnh. Dù có giàu sang như vua chúa, nhưng khi chết rồi, cũng chỉ còn có nhân quả thiện ác theo nghiệp mà đi tái sinh, chứ còn có linh hồn đâu. Như ông Hà tích lũy của cải tài sản cho thật nhiều, rồi đây con cái sẽ phá sạch, nếu không thì thiên tai hỏa hoạn bão tố cũng không chừa. Đến khi chết rồi, ông chỉ còn một nắm tro tàn khi mọi người đem thiêu xác, nhưng đời ông sẽ để lại tiếng xấu muôn đời không thể xóa được, cướp giật nhà cửa đất đai, đuổi mẹ và em ra khỏi nhà. Báo chí đăng tin tức như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, thì còn mặt mũi nào nhìn lại bản thân mình là một con người, chứ đâu phải là con thú vật. Vì của cải nhà cửa đất đai mà đuổi mẹ, xua em, thật đáng thương. Chúng ta là những người theo Phật giáo tu học đạo đức làm người, vì thế chúng ta không thể nào bỏ qua đạo đức ly tham, từ bỏ lấy của không cho. Đạo đức ly tham là một đức hạnh cần phải học tập và rèn luyện để xứng đáng làm người. Chúng ta cần phải trui luyện để trở thành con người không còn gian tham, trộm cắp, lấy của không cho. Trên đời này, chỉ có những người theo Phật giáo mới có tu học và sống với đức ly tham. Lòng tham của con người có rất nhiều loại, mà loại nào cũng rất độc đáo, thường đem lại cho con người nhiều điều khổ đau. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến đức ly tham để xả bỏ lòng tham của cải, tài sản vật chất, đất đai, nhà cửa, chứ chúng ta chưa nói đến những lòng tham khác nhau như tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham nói chuyện, tham mắng chửi người, tham nói xấu người, tham tranh luận hơn thua, tham sắc dục, tham đua đòi, tham làm dáng làm đẹp, tham nói những lời hung dữ, tham cái gì của mình cũng có, cũng hơn cả mọi người, tham đi chơi du hí, tham cờ bạc, rượu chè, tham hút chích, tham cá cược, đua ngựa, đua xe, tham ăn ngon mặc đẹp, tham chỗ ở cho tiện nghi, tham nhà cửa cao sang hơn của mọi người, vân vân. Ở đây, lòng tham nhiều lắm, kể sao cho hết, phải không quý vị? Tóm lại, người đời vì vô minh không thấy tất cả các pháp vô thường, nên lầm chấp của cải tài sản tiền bạc nhiều là hạnh phúc. Sự thật, nó là tai họa. Nó là rắn độc thường mang mọi sự khổ đau, phiền não cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy, chúng ta cần phải sống xa lìa lòng tham lam, từ bỏ lòng tham lam, từ bỏ lấy của không cho. Đó là đạo đức ly tham thứ hai trong ngũ giới của Phật giáo. Xin quý Phật tử hãy lưu ý để tránh xa những loài rắn độc này. Một khi chúng ta đã thấm nọc độc của loài rắn này, thì con người của chúng ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ, bỏng sẻn, vân vân và mất nhân tính. 4. Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Đoạn này dạy hiếu đức ly tham ý hành thân hành. Đoạn này nói lên lòng tham lam không đáy của đứa con trai. Nó đã giết người mẹ sinh ra nó bằng cách đuổi ra khỏi nhà, để bà chết dần chết mòn trong đau khổ, trong tức giận. Do lòng tham lam con người tự làm khổ mình, khổ người khác. Do lòng tham lam mà cuộc sống con người bất an, xã hội mất trật tự, thế giới luôn luôn có chiến tranh. Bởi vậy, Đạo Phật ra đời quyết tâm giúp con người quét sạch lòng tham lam bằng cách dạy con người đức ly tham,
từ bỏ lòng tham, từ bỏ lấy của không cho. Muốn sống có đức hạnh ly tham từ bỏ lấy của không cho, thì hằng ngày thường xuyên tác ý, nhắc tâm. Tâm tham lam là một pháp cực ác, làm đau khổ cho mình, cho người. Vậy chúng ta phải từ bỏ tâm tham, từ bỏ lấy của không cho. Của cải tài sản càng nhiều càng khổ đau. Chỉ có đức ly tham mới đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Hằng ngày ở trong thất một mình, chúng ta từng giữ sự yên lặng, rồi lắng nghe tâm mình khởi lên từng niệm tham, hết tham cái này đến tham cái kia. Hiện giờ tâm phàm phu của chúng ta chưa ly dục ly ác pháp, nên nó luôn luôn còn đủ tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu tâm chúng ta sống với đức hiếu sinh, thì lòng yêu thương rộng lớn của chúng ta sẽ dẹp trừ sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nhưng vì lòng yêu thương của chúng ta chưa trọn vẹn, vì thế chúng ta mới còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Tuy nhiên chúng ta rất cố gắng sống với đức hiếu sinh, nhưng nó chưa trở thành chúng ta, và chúng ta chưa trở thành đức hiếu sinh. Vì thế tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn xen vào được. Nếu chúng ta đã thành tựu được đức hiếu sinh, thì chúng ta đã chứng quả A-la-hán xong rồi. Vì khi đức hiếu sinh ngự trị trong tâm, thì không có một ác pháp nào tác động tâm chúng ta được nữa. Còn hiện giờ, đức hiếu sinh có lúc hiện, có lúc ẩn, cho nên chúng ta sống với đức hiếu sinh chưa trọn vẹn. Vì thế, chúng ta lại tu học bồi dưỡng thêm một đức hạnh nữa, đó là đức ly tham. Nếu hằng ngày hằng giờ chúng ta luôn luôn áp dụng đức ly tham vào cuộc sống của chúng ta, thì các ác pháp không làm động tâm chúng ta được nữa. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức hạnh nữa, đó là đức ly tham. Trước kia chúng ta chỉ có một đức hiếu sinh, vậy mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn không đất ở. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức ly tham nữa, thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi sẽ bị triệt tiêu một cách dễ dàng. Vì tâm tham, sân, si, mạn, nghi đụng bất cứ chỗ nào trong chúng ta, thì chúng đều gặp hai đức hạnh này sẽ bủa dây đánh rốt ráo. Do đó tâm tham không dám ló đầu ra chỗ nào nữa cả. Ví dụ khi thân tâm lừ đừ muốn đi ngủ, thì tâm ly tham biết ngay: mày còn tham ngủ à, phải đi ngay, cút đi. Chỉ cần tác ý như vậy là tâm tham ngủ đi ngay. Nếu nó không đi, lúc bấy giờ chúng ta muốn cho tâm tham ngủ không còn nữa, thì ngay đó chúng ta đi tới đi lui với câu tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Vừa đi vừa thỉnh thoảng tác ý như vậy, rồi cứ bước đi cho đến khi gần mỏi chân mới ngồi xuống nghỉ. Khi ngồi lại là phải ngồi kiết già, lưng thẳng. Sau khi ngồi chờ thân tâm được yên lặng mới tác ý: với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Cứ tập luyện như vậy cho đến khi nào tâm hết buồn ngủ mới thôi. Nếu khi tỉnh táo, tâm tỉnh giác rất sáng suốt, thân tâm không còn lơ tơ mơ nữa, lúc bấy giờ chúng ta mới ngồi lại bình thường, quán xét tâm tham, sân, si, mạn, nghi, xem nó xuất hiện ngõ nào, thì ngay đó chúng ta dùng đức ly tham diệt trừ. Ví dụ, bây giờ tâm chúng ta muốn đi ra ngoài cho thoải mái dễ chịu hơn, thì chúng ta biết ngay đó là tâm tham của mình, tham cho cơ thể thoải mái. Biết như vậy chúng ta liền bảo: đức ly tham ở đâu, sao không quét tâm tham đó đi? Khi suy tư và nói như vậy, đó là chúng ta đang áp dụng đức ly tham trong cuộc sống hiện tại. Tóm lại, lúc nào có đức ly tham thì không bao giờ có tâm tham. Cho nên đức ly tham sẽ đem đến sự bình an cho mọi người, trong đó có chúng ta. Vì vậy đức ly tham buông xả rất tuyệt vời. 5. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 2006, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Dân, vợ ông Hà,
phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ, ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp trước tòa. Ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùng, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Khi mọi người không sống với đức ly tham, thì cuộc sống của họ dính mắc vật chất thế gian, nên sẽ đi đến cảnh tranh tụng thưa kiện, gia đình tan nát, anh em chia lìa, thật là đau lòng. Trên đời này, không có cái gì xấu xa và tệ hại cho bằng khi con đi kiện tụng cha mẹ và cha mẹ đi kiện tụng con cái, hay anh đi kiện tụng em đi kiện tụng anh. Thật là tệ hại và xấu hổ vô cùng. Họ không còn nhìn mặt ai hết. Đó là do lòng tham của con người. Lòng tham của con người đã mang đến cho mọi người biết bao nhiêu sự khổ đau. Điều này chắc ai cũng biết, phải không quý vị? Thật đau lòng. Vật chất tiền bạc của cải tài sản, nhà cao cửa rộng, vàng bạc của báo, có càng nhiều thì tai họa càng to. Muôn sự khổ đau đều nằm trên đó. Thật là ghê gớm. Chỉ cần quý vị thông suốt nó là những pháp cực ác, nó sẽ giết hại và mang lại sự sống đầy dẫy đau khổ, nên quý vị phải tránh xa thì mới yên thân. Ngày xưa Đức Phật và ông A Nan đi khất thực, khi đi ngang qua một bờ ruộng, ông A Nan nhìn thấy dưới chân bờ ruộng nước chảy khuyết đất, để lộ ra một hũ vàng. Ông A Nan mới chỉ cho Đức Phật thấy. Khi nhìn thấy, Đức Phật bảo ông A Nan rằng: "Đấy là rắn độc con ạ, nó sẽ cắn chết. Chúng ta hãy đi tránh xa, đừng nên ở gần đó." Một bác nông dân đang cày ruộng gần đó nghe vậy, bác chạy đến xem và la to: "Ôi, vàng, là vàng, mà hai ông đi xin ăn cho là rắn độc. Vậy ta mang nó về nhà để cho nó cắn cả gia đình ta xem có được không?" Nói xong, người nông dân dùng cuốc đào lấy trọn hũ vàng đem về nhà mình. Từ chỗ nghèo đi đến chỗ giàu không có khó khăn. Nhờ vàng, ông xây cất nhà cửa, mua nhiều ruộng đất khiến cho mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Điều này đến tai nhà vua. Vì trước đó nhà vua bị trộm lấy vàng, nên nay điều tra thì ra ông đã lấy vàng của nhà vua. Nhà vua kết án tử hình cả nhà ông. Trước khi chết, nhà vua hỏi ông có muốn nói những lời gì không? Người nông dân than: "Đúng vậy, Đức Phật và ông A Nan đã nói, vàng là rắn độc, nó sẽ giết chết cả dòng họ anh em ruột thịt nếu ai rờ tới nó. Chính con không nghe lời dạy ấy, nên hôm nay con và cả dòng họ con đều bị nhà vua đem giết. Thật là đúng như lời Đức Phật và ông A Nan đã nói không sai." "Đúng vậy, của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc, nó sẽ giết chết mọi người. Chỉ có những người ngu si mê muội vô minh thấy tiền bạc của cải tài sản đất đai nhiều là tham đắm, là mừng vui. Chứ người có trí là họ rất sợ. Càng lắm nhiều của cải tài sản đất đai ruộng vườn là càng lắm tai họa, và tai họa sẽ mang đến những sự khổ đau mà không sao tránh khỏi." Tóm lại đoạn này, vì của cải tài sản nhà cửa tiền bạc đất đai có nhiều, nên người con trai sợ các anh em khác chia chác, nên trục xuất mẹ và người em ra khỏi nhà để sau này khỏi ai ăn lọt. Đó chứng tỏ tâm tham lam của người con trai này. Ông Hà cũng ghê lắm. Đáng thương khi mọi người chưa biết sống với đức ly tham, nên tâm tham nổi dậy, ông tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của cải này thuộc về riêng mình. Cả gia đình này chưa bao giờ biết đến đức ly tham, nên rất đáng thương hại. Từ ông Hà đến bà mẹ cùng các em cũng không ly tham, nên những người này thấy của cải để một người ăn thì tức, nên làm đơn thưa kiện nhau. Từ đây gia đình tan nát, cha mẹ anh em chia lìa, tình nghĩa mẹ con và anh em không còn nữa, cũng giống như người dân nước lã. Đúng là tâm tham lam mang đến muôn sự khổ đau. Có tâm tham lam ngự trị trong lòng của mọi người, làm sao hàn gắn gia đình này lại được nữa? Tan nát hết rồi, phải không quý vị? Nhưng những người này, họ làm sao biết được nguyên nhân nào sinh ra sự chia lìa phân tán? Vì tâm tham lam đã che khuất rồi, họ đâu còn sáng suốt,
chỉ còn biết của cải tài sản đất đai ruộng vườn. Người học Phật với đức hạnh vi tham thì không bao giờ có những điều đau xót này xảy ra. Họ xem của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc. Vì thế, họ không bị đồng tiền sai bảo. Họ làm ra của cải tài sản, chứ không phải của cải tài sản làm ra họ. Cho nên cuộc sống của họ không bao giờ tranh chấp với ai cả. Ai nghèo khổ, ai bất hạnh, ai neo đơn khốn khổ là họ sẵn sàng đến giúp đỡ liền, không hề tiếc rẻ một thứ gì trên đời này. Vì thế, đức ly tham sẽ mang lại hạnh phúc và sự bình an cho mình, cho người rất là cụ thể, biến cuộc sống của chúng ta. Sáu, trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đức ly tham đoàn kết khẩu hành. Đúng vậy, có lìa được tâm tham mới có sự đoàn kết. Lời di chúc của người cha trước khi chết đã nhắc nhở các con: bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Nhưng làm sao được, khi của cải tài sản đã nằm gọn trong tay, lòng tham không dừng nghỉ tại đó thì làm sao buông bỏ được? Buông bỏ không được, cho nên con kiện tụng cha mẹ, cha mẹ kiện tụng lại con cái. Thật là một cảnh tan nát đau lòng. Trên đời này không có cái sống nào đau khổ bằng cái sống chia rẽ, cái sống thiếu đoàn kết. Ở đời người ta thích chia rẽ nên hay nói xấu nhau, nói lời ly gián, nói lời thêu dệt. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhất là nói xấu, mạt sát người để chứng tỏ mình là người thanh cao. Nhưng khi nói xấu người khác thì mình còn có thanh cao tốt đẹp nữa không? Chúng tôi nhớ lại lúc còn bé, bố chúng tôi có thuật lại một câu chuyện rất xúc động, nói về một người anh cả sống với các em bằng đức hy sinh ly tham. Nhờ đó cả gia đình đoàn tụ thương yêu và đoàn kết nhau như nước với sữa. Cho nên đức ly tham rất tuyệt vời. Có một gia đình kia, cha mẹ mất sớm, để lại cho ba anh em một gia tài giàu có nhất vùng. Từ khi cha mẹ chết, ba anh em đều chung sống trong một gia đình thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi người em thứ ba lấy vợ thì mới có sự phân chia tài sản làm ba phần bằng nhau. Trong tài sản của người cha để lại cho các con có một cây danh mộc cổ thụ hơn mấy trăm năm rất quý. Ba anh em đồng hẹn ngày để chặt cây ấy rồi chia làm ba phần bằng nhau. Đến ngày hẹn, cả ba anh em đều có mặt dưới cội cây. Lúc bấy giờ, người anh cả ôm cây mà khóc và nói với các em: nếu ba anh em chúng ta chặt cây này xuống chia ra làm ba phần thì cây ấy chết mất. Những di tích của ông bà cha mẹ để lại cho chúng ta đâu còn nữa, phải không các em? Anh thà chịu nghèo đói, các em hãy chia phần ăn của anh ra làm hai cho hai em, còn anh sống sao cũng được. Nhưng xin các em đừng chặt cây này, vì chặt cây này cũng giống như ba anh em chúng ta vậy. Cho nên anh nghĩ đến đây, anh thương các em lắm. Khi cha mẹ chết, chúng ta cùng nương tựa nhau mà sống. Đến bây giờ chúng ta chặt cây này chia ra thì còn gì nữa các em? Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Các em có hiểu điều này không? Khi người anh cả nói đến đây, hai người em chạy đến bên người anh cả ôm nhau mà khóc. Đấy là hành động đạo đức ly tham đoàn kết của ba anh em nhà này, quý vị có biết không? Còn gia đình bà Hợi thì hết cứu chữa rồi quý vị ạ. Tan nát hết rồi, kiện tụng nhau như trâu trắng trâu đen, đuổi mẹ ra ở chỗ khác thì còn gì hàn gắn được nữa. Nhưng nếu người mẹ và những anh em trong nhà này chỉ cần mọi người biết sống với đức ly tham thì sự kiện tụng sẽ chấm dứt và tất cả mọi sự khổ đau không còn nữa. Sống an lạc, thanh thản và vô sự không phải sung sướng lắm sao? Bởi người đời vô minh
cứ tưởng tiền bạc, vật chất, của cải, tài sản, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, vân vân là thường hằng, bất di bất dịch, là của mình, nên thường cố chấp không chịu buông xả, không chịu ly tham. Do đó mới tạo ra biết bao nhiêu là sự đau khổ cho mình, cho những người thân của mình và cho những người khác nữa, phải không quý vị? Tóm lại, muốn sống có đoàn kết thì phải biết dùng đức ly tham. Chỉ có đức ly tham mới có sự đoàn kết thật sự, còn tâm tham thì không bao giờ có đoàn kết. Chính lòng tham của con người mà trên thế gian tràn đầy sự khổ đau. Chính lòng tham của con người mà sự sống không đoàn kết, thiếu lòng chân thật. Học đức ly tham là học đoàn kết. Muốn có đoàn kết thì phải có đức ly tham. Cho nên đức ly tham rất cần thiết cho sự đoàn kết. Cuộc sống của con người rất cần có sự đoàn kết. Có đoàn kết mới có sức mạnh vĩ đại. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Quý vị có biết không? Trong lớp học giới đức ly tham, chúng ta là những tu sinh và giảng viên, phải cố gắng xả ngã của mình. Còn chấp ngã nên thường xảy ra có những ý kiến này ý kiến nọ. Những ý kiến ấy trái ngược nhau, khiến cho lớp học thiếu đoàn kết, thiếu đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh không có thì đức ly tham cũng không có. Đức ly tham không có thì đức đoàn kết không có. Và như vậy lớp học đạo đức càng trở nên thiếu đạo đức. Và như vậy người ở ngoài nhìn vào sẽ cười chê. Cho nên học đạo đức mà không sống đạo đức thì rất xấu hổ. 7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Ôm hồ sơ đi thưa kiện với nhau là một điều vô minh hết sức, là một điều làm mang tai tiếng gia đình. Mẹ đi kiện thưa con thật là đau lòng. Nếu con mình nó tham tiền của vật chất, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai thì cứ để cho nó hưởng đi, có gì mà phải thưa kiện. Con nó ăn chứ đâu phải ai vào đó ăn sao? Còn mình hãy ôm giữ trọn đức ly tham thì có sung sướng hơn không? Có đâu phải khổ đau, phải chịu cực nhọc đi từ chỗ này đến chỗ khác thưa kiện, người ta còn chê cười, phải không quý vị? Con mình nó ăn thì cũng như mấy đứa con kia, anh mình hay em mình, chứ có ai xa lạ đâu. Cùng anh em trong một nhà, nó không nuôi mẹ thì các anh em khác nuôi mẹ. Bà đã 75 tuổi rồi, sống còn bao lâu nữa? Không phải vì của cải tài sản mà để mẹ khổ đau như vậy sao? Thật là điên khùng, thật là ngu si. Bà đã già rồi, còn lại những ngày quá ít, phải sống như thế nào cho tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự? Chứ ôm chi của cải tài sản làm cho thêm đau khổ, cho thêm phiền lụy. Chết rồi cũng không mang theo đồng lớn đồng nhỏ nào được cả. Chúng ta hãy nghe Hòa Thượng Minh Châu nói: người đời cứ tưởng của cải tài sản đất đai ruộng vườn vân vân sẽ giúp nhiều cho mình trong cơn hoạn nạn, không hiểu của cải tài sản đất đai ruộng vườn ấy rất mỏng manh, tan biến vô thường, nhiều khi trở lại làm hại người chủ. Cũng vì vậy mà ngài A Nan đã so sánh của cải tài sản như con rắn độc hại người. Đức Phật dạy chúng ta rằng của cải tài sản đất đai ruộng vườn là các pháp vô thường, nếu ai bám theo nó sẽ phải chịu nhiều khổ đau. Chỉ có của cải tài sản đất đai ruộng vườn đem bố thí làm điều thiện giúp người bất hạnh, đó là tiến dần trên con đường giải thoát tự tại và đưa đến chứng quả niết bàn an lạc. Đúng vậy, tiền bạc, tài sản của cải, nhà cửa, đất đai, vật chất, nó không thể bảo đảm cho đời sống của chúng ta được bình an, mà còn tạo biết bao nhiêu sự phiền phức đau khổ. Cho nên trên đời này chỉ có sống làm những điều thiện, tích lũy những điều thiện, tức là sống có đạo đức, biết thương mình, thương người và thương tất cả các loài chúng sinh, nhất là luôn luôn phải sống với đức ly tham. Vì có đức ly tham thì tâm tham sân si mạn nghi không tấn công chúng ta được. Người tu hành phải ghi khắc nhớ những điều này. Ở đâu có đức ly tham là ở đó có an vui, hạnh phúc và giải thoát.
Người mẹ và các người con không biết ly tham, nên phải làm đơn đi thưa kiện từ chỗ này đến chỗ kia, phải chịu vất vả khổ sở vô cùng. Đâu phải đi thưa kiện không tốn tiền bạc sao? Người xưa nói, thất kiện như nấm xương khô, được kiện như mồ ma chết. Cả hai bên thưa kiện nhau đều không có lợi ích, chỉ đem đến sự hao tốn và mọi khổ đau cho cả hai mà thôi. Còn cái lợi là ở người khác. Biết rõ lợi hại của sự kiện tụng nhau như vậy, nên chúng ta càng tránh xa càng tốt. Vì kiện tụng không đem lại lợi ích cho chúng ta, mà lại càng làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu biết cho rõ ràng, chỉ có buông xả vật chất, tài sản, của cải, vàng bạc, nhà cửa, vân vân, thì chúng ta sẽ có được sự bình an và hạnh phúc. Nhờ vậy trong cuộc sống, lúc nào cũng an vui chân thật. Buông xả được tâm tham là nhờ chúng ta khéo léo biết dùng đức ly tham. Nhờ đức ly tham, chúng ta mới từ bỏ lấy của không cho, mới từ bỏ không còn tham muốn những vật chất và danh lợi trên đời nữa. Cho nên người nào biết dùng đức ly tham để sống là người đó có trí tuệ. Người có trí tuệ là người khôn ngoan, là người có hạnh phúc nhất trần gian. Còn ngược lại, sống không đức ly tham thì không bao giờ có sự an vui hạnh phúc chân thật. Tám. Một lần nữa, mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và nhẹ nhàng đáp: rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi, cầu mong mọi người luôn được bình an. Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng. Câu này dạy đức hiếu sinh khẩu hành. Một nụ cười mỉm mến thương và một lời nói thân ái thể hiện đức hiếu sinh với những người đang đau khổ của người mẹ đúng lúc, đúng đối tượng, thật là tuyệt vời. Nếu trên cuộc đời này ai ai cũng biết thể hiện lòng yêu thương như vậy, thì làm gì có những sự trái ý nghịch lòng, thì làm gì có những chướng ngại trong tâm của mình và của mọi người. Bố thí lòng yêu thương nào cũng không bằng bố thí lời nói ái ngữ, hành động êm dịu nhẹ nhàng, ánh mắt hiền hòa, nụ cười thân thương. Muốn được vậy, điều cần thiết là chúng ta phải tu tập đức bình tĩnh. Có bình tĩnh trước các ác pháp thì chúng ta mới sáng suốt. Có sáng suốt, chúng ta mới có lòng tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, mới thật lòng yêu thương họ. Có lòng yêu thương họ thì mới có lòng bố thí lời nói ngọt ngào êm dịu, hành động nhẹ nhàng âu yếm, thì mới có ánh mắt nụ cười thân thương. Toàn bộ những hành động trên đây là những pháp hành để tu tập tâm ly tham trọn vẹn. Bởi vậy con người lìa được tâm tham là lìa cả năm ngũ triền cái, tức là lìa tham, sân, si, mạn, nghi. Một khi đã lìa được tâm tham, sân, si, mạn, nghi là chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Chúng ta tu học giới luật đức hạnh cho nghiêm túc sẽ có nhiều lợi ích. Lợi ích thứ nhất của giới luật đức hạnh là giúp cho chúng ta trở thành con người có một tâm hồn cao thượng, luôn lúc nào cũng biết thương người, chứ không bao giờ biết ghét ai cả. Biết ly tham, biết bố thí với mọi sự bố thí đúng pháp. Lợi ích thứ hai của giới luật là tâm không có tham lam, không có lấy của người khác, dù cây kim sợi chỉ hay bất cứ một vật gì của người khác. Cuộc đời tu hành theo Phật giáo chỉ biết lấy đức thiểu dục tri túc làm sự sống. Vì thế, tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, một trạng thái niết bàn vô lậu, khinh an hỷ lạc tuyệt vời. Lợi ích thứ ba của giới luật là làm chủ sinh già bệnh chết, cho nên tâm không còn sợ sệt trước các đối tượng ác, không còn sợ sệt tuổi già sức yếu, không còn sợ sệt bệnh tật, không còn sợ sệt trước cái chết. Khi tâm không còn sợ sệt thì tâm đã bất động. Tâm bất động, đó là mục đích của Phật giáo đã đạt được. Như vậy, sự tu tập của chúng ta chỉ cần giữ gìn cho được đức ly tham. Nếu đức ly tham luôn ngự trị ở trong tâm ta, thì trên đời này không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa. Đó là chúng ta đã diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp hoàn toàn.
thành tựu viên mãn con đường tu tập đến nơi đến chốn niết bàn vĩnh cửu. Phật pháp tu tập đến đây là xong việc, từ đây về sau chỉ ngồi chơi, còn duyên độ chúng sinh, hết duyên thì nhập niết bàn. Cuộc đời này có gì mà phải tiếc, phải dính mắc, phải tham đắm? Cuộc đời này có gì mà cám dỗ được tâm chúng ta nữa đâu, phải không các tu sinh? 9. Sau đó những người tù lại lên đường. Từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ, nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Câu này dạy đức bố thí hiếu sinh ý hành. Bố thí trong lòng yêu thương chân thật, đức hiếu sinh. Như người mẹ đã nói, trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Chính vì lòng yêu thương những người bất hạnh mà chúng ta đến giúp đỡ và an ủi họ bằng những vật chất, quà bánh biếu tặng, hoặc bằng lời nói âu yếm, nụ cười thân thương, hoặc bằng những hành động nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau tinh thần cũng như vật chất cơ thể. Một người đang sân giận, dữ tợn, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói xấu ta, nhưng ta không tức giận, không chửi mắng, nói xấu lại họ. Ngược lại, ta mở rộng lòng thương yêu và tha thứ cho họ. Đó là ta đã biết bố thí đức hiếu sinh cho kẻ bất hạnh. Cho nên, đứng trước các ác pháp mà biết bố thí đức hiếu sinh, thì đó là chúng ta đã ly tham bản ngã. Ly tham bản ngã, tức là diệt ngã xả tâm ly dục, ly ác pháp. Quý vị có biết không? Đức ly tham rất cần thiết cho sự tu tập thiền định của Phật giáo, vì mục đích của nó là ly dục ly ác để nhập sơ thiền. Nên những người tu tập theo thiền của Phật giáo mà giới đức ly tham không có thì không bao giờ tu tập đúng thiền của Phật giáo. Cho nên người tu thiền thời nay cần nên cảnh giác tà thiền ngoại đạo đang lẫn lộn trong kinh sách Phật giáo. Thiền mà không giới luật làm gốc thì đó là thiền ngoại đạo. Thiền định đó tu hành chẳng có lợi ích gì, chỉ phí công sức và nhiều khi còn tai hại, làm rối loạn thần kinh, sinh ra bệnh tật điên khùng loạn trí rất nguy hiểm. Một loại thiền tưởng mà các sư các thầy tu tập hiện giờ thường dẫn đến bệnh tật, tưởng là mình đắc thiền đắc định rồi, thấy Phật thấy tổ, thấy ánh sáng hào quang, nghe chư thiên nói chuyện, thấy biết chuyện quá khứ vị lai, nhưng lại không làm chủ sinh già bệnh chết, thật là khổ đau vô cùng vô tận. 10. Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi. Câu này dạy đức hoan hỷ hiếu sinh ý hành. Khi sống với đức bố thí hiếu sinh thì lòng chúng ta vui sướng biết bao. Sự sung sướng ấy, đó chính là thiên thần trong ta. Một người sống đúng giới luật đức hạnh hiếu sinh, đức hạnh bố thí và đức hạnh ly tham thì tâm người đó đã được giải thoát hoàn toàn, thật là hạnh phúc vô biên. Người mẹ tốt bụng đem những thực phẩm ăn chiều của gia đình mình cho những người khác đang đói khổ hơn mình. Một hành động tuy nhỏ như vậy nhưng cũng nói lên đức hy sinh tuyệt vời. Người mẹ và các con của bà đều vui mừng, vui mừng vì cái vui của người khác. Trên đời này, cái vui cho mình chưa bao giờ là cái vui trọn vẹn, còn cái vui của mình, của người và của tất cả chúng sinh là cái vui vĩnh viễn. Cái vui vĩnh viễn là cái vui trong đạo đức ly tham, đạo đức hiếu sinh và đạo đức bố thí. Trong ba đạo đức này, chúng ta chỉ cần sống trong một đạo đức cũng đủ đem lại niềm vui cho mình, cho người và cho tất cả các loài chúng sinh. Đạo đức lợi ích như vậy, cho nên chúng ta hãy cố gắng tu tập để đem lại cho thế gian một sự bình an như cõi cực lạc thiên đàng. Chỉ có con người mới tô đắp nền đạo đức này trên hành tinh, mới làm cho hành tinh sống của chúng ta ngày một tươi đẹp hơn, sáng sủa hơn. Nền đạo đức của Phật giáo rất tuyệt vời, bình đẳng, gần gũi với đời sống con người, rất thực tế và cụ thể, chứ không mơ hồ trừu tượng, không giáo điều khắt khe, không cám dỗ lôi cuốn ai cả. Chỉ có người nào thấy đúng là lợi ích cho mình, cho người thì tự giác tự nguyện sống với những đức hạnh này.
Cho nên nền đạo đức của Phật giáo là nền đạo đức tự nguyện. Tự nguyện sống đời đức hạnh để đem mình thoát ra bao thứ đau khổ, sinh, già, bệnh, chết mà đời người không ai tránh khỏi. Bài học thứ tư, rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Hai anh em. Ngày xưa, ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch, và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những người nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ ST, đó là tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời. Một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta. Còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì tới anh ta. Tuy nhiên anh vẫn quyết tâm hoán cải. Hễ trong làng có người đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán: hai ký tự trên trán của ông cụ có nghĩa là gì thế? Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi, người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: nhưng theo tôi nghĩ chắc đó có nghĩa là thánh nhân. ST có hai nghĩa theo tiếng Anh là Chef Thief là tên trộm cừu và Sun là thánh nhân. Trích trong Hạt giống tâm hồn tập 2 trang 63. Những câu hỏi. Một, ngày xưa trong vùng nông thôn xa xôi có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch, và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Câu này dạy đạo đức gì? Hai, một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ ST, tức là tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? Ba, một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta. Câu này dạy đạo đức gì? Bốn, còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức đi bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải. Câu này dạy đạo đức gì? Năm, hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Câu này dạy đạo đức gì? Sáu, nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà cho lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Câu này dạy đạo đức gì?
7. Thấy ngạc nhiên, người khách lại hỏi thăm vị chủ quán, hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là thế nào? Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, người chủ quán đáp. Sau đó, ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng theo tôi, chắc đó có nghĩa là thánh nhân. ST có hai nghĩa theo tiếng Anh, Shreptip là tên trộm cừu và Săn là thánh nhân. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. 1. Ngày xưa ở trong vùng nông thôn xa xôi, có hai anh em nhà kia trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất cứ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em rất ngỗ nghịch và mọi việc trở nên nghiêm trọng khi hai anh em bắt đầu đi ăn trộm cừu của những nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Câu này dạy thiếu đức ly tham thân hành. Con người sinh ra vốn có bản chất tham. Tại sao bản chất tham lại có sẵn trong mỗi người như vậy? Bản chất tham có sẵn trong mỗi con người là do duyên sắc dục làm chất xúc tác cho năm duyên sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại. Cho nên con người sinh ra đều do gốc sắc dục, mà sắc dục là lòng tham muốn trong thân ngũ uẩn tạo tác thành quy luật nhân quả. Quy luật nhân quả tạo tác thành nghiệp báo. Khi nói đến quy luật nhân quả là nói đến hành động thiện ác tác thành nghiệp báo. Nói đến hành động thiện ác tác thành nghiệp báo là biết ngay do lòng tham muốn của mỗi người làm gốc thúc đẩy. Từ lòng tham muốn của con người mà sinh ra vô vàn sự đau khổ. Vì thế hôm nay chúng ta tu học và rèn luyện nhân cách đức ly tham để chấm dứt tham dục. Chấm dứt tham dục thì mọi sự khổ đau và tái sinh luân hồi chấm dứt. Muốn biết tâm có tham hay không có tham là chúng ta phải có thời gian sống một mình. Có sống một mình mới thấy được tâm mình. Nhờ có sống độc cư trầm lặng một mình, khi mỗi niệm khởi lên là không qua khỏi mắt ý thức quan sát của chúng ta. Khi có niệm khởi lên là chúng ta thấy biết niệm có tham hay không tham. Niệm có tham là ác pháp, nên chúng ta liền tắt ý ly tham. Đây là niệm tham, mày hãy đi đi, ở đây không có chỗ cho mày ở, hãy đi khỏi nơi này. Cứ mỗi niệm tham khởi lên là bị đuổi đi liền. Đó là phương pháp tu tập để tạo thành đức ly tham. Tu tập như vậy cho đến khi đức ly tham hiện tiền, luôn luôn có mặt trong chúng ta, là tâm tham đã bị diệt trừ. Tâm tham đã bị diệt trừ thì đức ly tham hiện tiền, và như vậy con đường giải thoát tu tập đến đây đã hoàn mãn. 2. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt bằng cách thích lên trán họ chữ ST, tức là tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi suốt đời. Câu này dạy bản án thiếu đức ly tham thân hành. Khắc trên trán người lấy trộm hay người cướp giật hai chữ ăn trộm hay ăn cướp là một hình phạt quá nặng. Theo chúng tôi thiển nghĩ, không nên phạt như vậy mà hãy thương yêu họ. Họ là những người đáng thương hại, vì không được học đạo đức ly tham nên mới sinh ra những hành động lấy của không cho, trộm cắp, cướp giật, móc túi, vân vân. Nếu không, họ đã biết đó là những hành động xấu xa, tệ hại, hèn hạ, đê tiện, mất nhân tính phẩm chất con người. Đó là một hành động vô đạo đức, làm khổ mình, khổ người và còn làm mất trật tự an ninh xã hội trong xóm làng, thị trấn, thị xã, thành phố, thủ đô, vân vân. Nếu nhà nước bắt những người trộm cướp, móc túi, hiếp dâm, mãi dâm thì nên đem cải tạo cho họ dự vào một lớp học đạo đức nhân bản nhân quả. Sau khi mãn những khóa học đạo đức này, người nào thi tốt nghiệp đậu sẽ cho về, còn người nào thi rớt cho ở lại học tiếp. Chừng nào tốt nghiệp những lớp đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và không khổ tất cả chúng sinh này xong thì cho họ trở về hòa nhập vào cuộc sống với mọi người. Chứ đừng bắt họ kêu án tù tội 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cho đến 1 năm, 2 năm, 3 năm thì rất tội nghiệp cho họ, cho cha mẹ họ, cho gia đình họ. Và nhất là họ mang tiếng suốt đời là người trộm cắp, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm, rất là tội nghiệp. Những hình phạt trộm cắp, cướp giật, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm
kêu án tù tội một tháng, một năm hay nhiều hơn nữa, vân vân, thì không còn hợp với thời đại khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa tiến bộ của loài người. Những hình phạt này đến giờ chưa thay đổi, e lỗi thời, không hợp với thời đại. Còn có nhiều nước bắt được trộm cắp, cướp giật, móc túi, tham lam, hiếp dâm, mãi dâm, mà hình phạt khắc chữ vào trán như trộm thì khắc chữ T, còn cướp giật thì khắc chữ C, móc túi thì chặt ngón tay, hiếp dâm thì thiến, mãi dâm thì khắc lên trán chữ MJ. Những hình phạt này rất tội nghiệp và rất thương tâm. Đạo đức hiếu sinh không cho phép chúng ta xử phạt như vậy. Xin tất cả những nhà lãnh đạo mỗi đất nước trên thế giới cần xét lại. Nên lấy đạo đức hiếu sinh mà trị dân thì hay biết mấy. Pháp luật và hình phạt phải theo đạo đức mà lập luật, lập pháp, thì nhân bản con người không bị chà đạp. Chính vì chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả chưa có, chưa được giáo dục đạo đức toàn dân nên họ không biết. Vì thế họ mới làm nên tội lỗi. Xin những người lãnh đạo đất nước trên hành tinh này hãy suy xét lại. 3. Một trong hai anh em vì quá xấu hổ nên đã bỏ làng đi biệt xứ. Kể từ đó chẳng còn ai biết được tin tức gì về anh ta. Câu này dạy: đức ly tham, tàm quý ý hành thân hành. Trên đời này không ai mà không lầm lỗi, nhưng lầm lỗi mà biết xấu hổ, biết cố gắng khắc phục sửa sai, đừng làm lầm lỗi nữa. Xấu hổ là một đức ly tham tuyệt vời. Có xấu hổ, người ta mới lìa được tâm tham của mình. Có xấu hổ, người ta mới trở thành con người tốt được. Vì quá xấu hổ nên người anh mới bỏ làng ra đi, và đi không trở về. Còn mặt mũi nào nữa mà trở về làng, phải không quý vị? Dù bất cứ ở đâu, người anh biết xấu hổ sẽ không bao giờ làm việc trộm cắp ấy nữa. Người xấu hổ là người biết phục thiện. Chỉ có những người tham lam trộm cắp cướp giật của cải tài sản của người khác, những người móc túi, hiếp dâm, mãi dâm, không biết xấu hổ, thì những người đó là những người vô đạo đức, những người đáng chê trách, đáng để mọi người cần phải có những biện pháp cưỡng chế giúp đỡ cho học đạo đức để trở thành người tốt. Muốn được vậy, thứ nhất là để bảo vệ xã hội an ninh trật tự, thứ hai là xây dựng con người tốt, làm việc tốt, thì những người đầu trộm đuôi cướp đều bị cưỡng chế bắt buộc phải đi học đạo đức nhân bản nhân quả do ngành công an giữ gìn an ninh trật tự xã hội đảm trách giảng huấn. 4. Còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức đi bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm hoán cải. Câu này dạy: đức ly tham hoán cải thân hành. Làm người ai cũng có những sự lầm lỗi, nhưng biết ăn năn hối cải chừa bỏ, biết sửa đổi là một điều tốt, là một điều đáng khen. Như người em ở lại cố gắng khắc phục để trở thành người tốt. Muốn khắc phục tính tham lam trộm cắp cướp giật thì chỉ có đức bố thí. Người có đức bố thí thì tính tham lam sẽ bị triệt tiêu. Đức bố thí có nhiều cách. 1. Đức bố thí lời nói an ủi, khuyên lơn, khen tặng. 2. Đức bố thí hành động, việc làm giúp đỡ. 3. Đức bố thí của cải, tiền tài vật chất, cơm ăn áo mặc. Những đức bố thí này giúp cho con người ly tham, nhờ đó không còn tham lam trộm cắp, cướp giật tài sản của người khác. Biết được nhân quả làm thay đổi con người, từ con người xấu ác thành con người lương thiện, nên đạo Phật ra đời. Ra đời xác định và chỉ rõ bốn chân lý của loài người, đó là khổ, tập, diệt, đạo. Làm con người, không ai không ở trong bốn chân lý này. Khi đã hiểu rõ bốn chân lý thì mỗi người phải tự xây dựng cho mình một cuộc sống đạo đức, một cuộc sống thiện, một cuộc sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đó là một sự làm thay đổi cả thế gian này, biến cuộc sống trên thế gian này thành cõi cực lạc thiên đàng. Đạo đế là một chân lý, nó không phải là một bài pháp bát chánh đạo dạy suông, lý luận thường như các bài kinh khác. Những giảng sư đại thừa Bắc Tông và những giảng sư nguyên thủy Nam Tông lấy tứ diệu đế thuyết giảng như một bài pháp chung chung, như những bài kinh trong kinh sách nguyên thủy.
Đạo đế là một chương trình giáo dục đào tạo con người có giới luật, đạo đức, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh trên hành tinh theo phương hướng giới định tuệ. Phương hướng giới định tuệ gồm có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Giới nói về đức hạnh của thân hành, ý hành và khẩu hành trong 8 lớp học Bát Chánh Đạo rèn nhân cách. Những giới luật đức hạnh này là ở giai đoạn sơ thiện. Định nói về sự bình tĩnh tỉnh giác. Bình tĩnh tỉnh giác có 4 giai đoạn: 1. Tỉnh giác lúc còn sống; 2. Tỉnh giác lúc sắp chết; 3. Tỉnh giác lúc đã chết; 4. Tỉnh giác lúc xuất thai. Trên đây là 4 phương pháp thực hành tỉnh giác trong 8 lớp học Bát Chánh Đạo để đạt được định tĩnh trên tứ niệm xứ ở giai đoạn trung thiện. Tuệ là trí tuệ tam minh. Trí tuệ tam minh là một trí tuệ siêu việt phi không gian và thời gian, một trí tuệ hiểu biết các pháp trong vũ trụ này, không một pháp nào che giấu trí tuệ ấy được, một trí tuệ mà ngoại đạo gọi là thần thông, còn riêng đạo Phật gọi nó là giới luật đức hạnh trong giai đoạn hậu thiện. Căn cứ vào quy luật nhân quả lấy thiện chuyển ác nên đạo Phật mới có chương trình giáo dục đào tạo như vậy. Nhờ có chương trình giáo dục đào tạo nên đạo đế mới được gọi là chân lý. Do chỗ này chúng ta chịu khó suy luận thêm một chút là thấy ngay kinh sách của Đại Thừa và kinh sách của các sư Theravada là kinh sách Pháp theo kiến tưởng giải mà kết tập và biên soạn ra bằng tiếng Pali, chứ không phải chính thức là lời Phật dạy. Nhờ căn cứ vào Bát Chánh Đạo, chúng ta mới biết toàn bộ những kinh sách này là những kinh sách phát triển của những người tu chưa chứng quả A-la-hán kết tập. Họ chỉ dựa vào kiến thức học hiểu của nhiều kiến thức triết học và nhiều tư tưởng giáo điều của ngoại đạo, rồi biên soạn thành kinh sách Phật giáo. Nhưng theo kinh sách này tu tập chẳng ai đạt được giải thoát, làm chủ sinh già bệnh chết, cho nên nó chỉ còn có cái tên là Phật giáo, còn giáo lý và giới luật là của ngoại đạo. Kinh sách này nó đã làm mất chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh của Phật giáo. Để chứng minh chúng tôi nói những điều này đúng hay sai thì quý vị cứ xem xét, từ khi kinh sách phát triển Bắc Tông và Nam Tông ra đời cho đến nay, đã có người nào tu hành chứng quả A-la-hán chưa? Có ai tu chứng đạt chân lý chưa? Có ai tu tập làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Có ai tu tập chứng tam minh chưa? Và có ai triển khai Bát Chánh Đạo lập thành chương trình giáo dục đào tạo những bậc chứng quả A-la-hán chưa? Qua những câu hỏi trên đây sẽ khẳng định Phật giáo hiện tại, dù là Nam Tông hay Bắc Tông, đều là Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo phát triển. 5. Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình, chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Câu này dạy đức hiếu sinh thi ân bất cầu báo thân hành. Sau khi gây ra tội lỗi của không cho của người khác trộm cừu, mọi người đều biết mặt, hai anh em quá xấu hổ và hối hận nên người anh bỏ làng đi nơi khác, còn người em ở lại nhưng quyết tâm sửa đổi để trở thành người lương thiện, người tốt. Vì thế người em tìm mọi cách để thể hiện những đức hạnh bố thí. Đức hạnh bố thí là đức hạnh dùng để đối trị tâm tham lam trộm cắp, cướp giật. Đức hạnh này gồm có 3 hành động bố thí. 1. Bố thí của cải tài sản, như đem cho tiền bạc, cơm gạo, thực phẩm, bánh, trái cây, vân vân, giúp vốn làm ăn, cho ruộng đất cày cấy. 2. Bố thí khẩu hành, là dùng lời nói khuyên lơn, an ủi, cản ngăn, không cho tranh cãi, vân vân, khiến cho mọi người được an tâm, không còn lo sợ, buồn phiền. 3. Bố thí thân hành, là ra công làm cái này hoặc làm cái kia để giúp đỡ những sự nặng nhọc của người khác. Như trên đã nói, người thực hiện đức ly tham là phải biết làm từ thiện, tức là biết bố thí, nhưng bố thí phải đúng chánh pháp. Muốn bố thí đúng chánh pháp là chúng ta phải làm như thế nào? Phải hiểu ra sao để bố thí mà không bị lường gạt, để hạt giống bố thí đem lại lợi ích cho người, cho mình, chứ không phải đem công sức của cải tiền bạc ném bỏ vào chỗ ác pháp,
tức là chỗ cá nhân và tập thể bất thiện, thì còn có nghĩa lý gì là bố thí? Bố thí như vậy cũng giống như đem hạt tốt gieo trên đất khô cằn. Muốn bố thí đúng nghĩa chánh pháp của Phật thì điều đó chúng ta cần phải học hiểu và nghe Đức Phật dạy. Muốn bố thí và cúng dường đúng chánh pháp thì phải chọn người có đức hạnh, người tu hành giới luật phải nghiêm túc, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Còn ngoài ra thì không nên bố thí cúng dường, vì bố thí cúng dường giống như đem hạt giống gieo trồng trên đất khô cằn cỗi thì chẳng có ích lợi gì. Lời Phật dạy như vậy, nhưng chúng tôi có đọc kinh Đại Thừa thấy dạy bố thí ba la mật. Có một hoàng tử tu Đại Noa nước Diệp Ba phát tâm bố thí ba la mật, có nghĩa là cho cả thân mạng, vợ lẫn con, trong khi vợ con than khóc cũng mặc kệ, chỉ biết có không. Không của ba la mật là phi đạo đức nhân bản nhân quả. Khi hoàng tử trói hai đứa con của mình giao cho người Bà La Môn, và người Bà La Môn còn dùng roi đánh đập con mình nhừ tử, mà hoàng tử vẫn trơ trơ như đá, mặc kệ hai con kêu trời than khóc. Thần linh ôi, hỡi thần linh ôi, hoan hỷ bách dùng mẹ chúng tôi, xét dạ con đi sầu chất chứa, đau lòng mẹ ở lụy quên thôi. Chạnh tình nuôi dưỡng chưa thù đáp, đoái nghĩa cưu mang chẳng đắp bồi, ở biết bao giờ cho rảnh nghiệp, cuộc đời thiết tưởng bạc hơn vôi. Xin quý vị hãy đọc truyện cổ Phật giáo bài Bố Thí Bất Nghịch Ý, trang 19 tập 1, sẽ thấy kinh sách Đại Thừa dạy phương pháp tu hành phi đạo đức mà các nhà Đại Thừa gọi là pháp bố thí ba la mật bất tư nghị. Khi chúng tôi đọc bài kệ của hai đứa bé, chúng tôi không còn trông cậy vào sự che chở của cha và đang mong chờ bàn tay yêu mến của mẹ đã làm chúng ta xúc động. Còn hoàng tử tu hành thành chánh giác nên trơ trơ như đá, như cây gỗ, không còn nhân tính con người. Tu hành mà trở thành cây đá thì tu hành làm gì? Nếu Đức Phật tu đã trở thành cây đá thì làm gì hôm nay chúng ta có bốn chân lý, có tứ vô lượng tâm, có tứ chánh cần, có pháp như lý tác ý, có đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên chúng ta cần phải xem xét lại kinh sách Đại Thừa và kinh sách Nam Tông. Tu hành chưa đến đâu mà viết kinh sách là giết chết người, như trường hợp hoàng tử tu Đại Noa. 6. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở trong quán nước bên đường, ông trông thấy một ông lão trên trán có khắc một dấu khác lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Câu này dạy đức kính trọng hiếu sinh thân hành. Sau nhiều năm thực hiện đức bố thí, người em đã chiếm trọn lòng tin yêu của mọi người. Bấy giờ họ không còn xem ông là người ăn trộm cừu nữa, mà xem ông như một ông thánh. Bố thí là một hành động của đức ly tham, nhưng bố thí cũng chính do từ đức hiếu sinh mới thật sự đức bố thí đúng chánh pháp. Bởi vậy có lòng thương yêu chân thật thì mới có sự bố thí chân chánh, chứ không phải bố thí theo phong trào. Từ một người ăn trộm trở thành một ông thánh nhân chỉ có khác nhau ở hành động và tâm tính mà thôi, chứ thánh nhân và con người chỉ là một người. Khi tham lam đi bắt trộm cừu là người ăn trộm, nhưng từ bỏ lòng tham lam và lìa xa những hành động đi ăn trộm ăn cắp, đổi lại hành động bố thí thương yêu mọi người là thánh nhân. Theo Phật giáo, chúng ta không cần làm thánh, làm thiên thần, mà chỉ cần làm con người đúng nghĩa của con người, là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Bởi vậy, một người sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, ai muốn gọi họ thánh hay phàm hay gì gì cũng được, nhưng chính bản thân của họ, họ phải biết hơn ai hết. Họ biết họ bây giờ tâm tham, sân, si, mạn, nghi không còn. Tâm họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Tâm họ lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Ngồi đâu cũng tỉnh táo, không bao giờ bị hôn trầm, thủy miên, vô ký. Tâm luôn luôn tỉnh giác quán sát trên tứ niệm xứ, không bao giờ phóng dật. Một người tu theo Phật giáo không thích những điều kỳ lạ,
không đắm mê những thần thông phép thuật, không thích cõi này cõi kia, nhưng cũng không mong cầu tu hành thành thần, thánh, tiên, Phật, hoặc cầu những bậc này gia hộ cứu rỗi cho mình, mà chỉ chính mình biết vươn lên, biết khắc phục và chế ngự thân tâm mình, không làm những điều xấu ác, và còn biết làm những điều lành để không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh. Đó là ước nguyện của người tu theo Phật giáo. Vì thế, họ rất vui lòng sống với đức hiếu sinh, sống với đức ly tham. Họ rất sung sướng khi họ đã sống với những đức hạnh này, để họ được giải thoát mà người khác cũng được an vui và hạnh phúc. 7. Thấy ngạc nhiên người khách lại hỏi thăm vị chủ quán: hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế? Tôi cũng không rõ nữa, chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi. Người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là thánh nhân. ST có hai nghĩa theo tiếng Anh: Chief Thief là tên trộm cừu và Saint là thánh nhân. Câu này dạy đức chuyển đổi nhân quả ly tham. Từ một người ăn trộm cừu để chuyển đổi thành một thánh nhân đâu phải khó khăn, phải không quý vị? Muốn được vậy chỉ có sống trong giới luật đức hạnh của Phật. Người ăn trộm cừu chỉ biết ăn năn hối cải bằng cách sống với đức bố thí mà người ta còn gọi là thánh nhân. Huống là chúng ta sống đúng năm giới luật đức hạnh của Phật trong ngũ giới thì họ sẽ xem chúng ta là những bậc vĩ đại như thế nào. Giới luật đức hạnh của Phật giáo giúp cho con người sống không làm khổ cho nhau nữa, giúp cho con người sống làm chủ những sự khổ đau của chính thân tâm mình và chấm dứt sự tái sinh luân hồi trong đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác. Đạo Phật rất thực tế, rất đời thường, nhưng rất đạo đức cao thượng. Vì thế, đạo Phật rất tuyệt vời, sống trong thế gian mà vượt ra ngoài thế gian, xứng đáng làm người là con người. Bài học thứ 5. Rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Một dược sĩ bị sát hại bởi hai tên cướp hung hãn. Đặt sang báo công an thành phố số ra ngày 11 tháng 12 năm 2004 có đưa tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Với hành vi tàn độc cùng sự chuẩn bị khá chu đáo của hung thủ đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Ngương. Lúc này cả hai kẻ quá giang xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao Thái Lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho đến khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa, lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng. Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông. Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự, cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở hai vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thức kinh hồn vía khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng từ bao giờ. Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, sinh năm 1987, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Vũ, xã Tân Phong, huyện Thành Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện,
gây sự tò mò trong người dân. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng được nhanh chóng xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, sinh năm 1965, nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc, ngụ ấp 7 thị trấn Thành Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hóa trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết. Tại cơ quan công an, Quy và Hòa khai nhận để chuẩn bị cho phi vụ làm ăn này, trước đó cả hai đã lên chợ thị xã mua một biển số xe giả nhằm thay vào biển số thật. Nếu thành công, chúng cùng nhau lên thành phố bán xe lấy tiền tiêu xài thỏa thích. Đêm ấy, cùng với những vật dụng cần thiết như dao, gậy, khẩu trang mang sẵn trong người, cả hai cùng ra đón xe khoảng chừng 30 phút thì ông Hóa chạy tới. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Hòa vừa nghỉ học được vài ngày, còn Quy đi làm thuê ở Đồng Tháp mới về. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự, nhưng theo cán bộ xã Quế Điền và Tân Phong thì gần đây hiện tượng thanh thiếu niên kết bè phái gây gỗ đánh nhau đang xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Quy và Hòa tập tành bước vào thế giới phạm pháp ấy. Nhiều lần những đối tượng này đã ngang nhiên phá phách nhà người khác giữa ban ngày, nhưng vì sợ chúng trả thù nên ít ai dám tố cáo. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bến Tre tiếp tục điều tra xử lý. Tuy nhiên, cho dù vì lý do gì đi nữa, hành vi mất hết tính người của Quy và Hòa sẽ phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nguyễn Minh Phan Long, Báo Công an thứ 5, ngày 1 tháng 3 năm 2007. Những câu hỏi. 1. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12, 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến, khiến cả hai mừng thầm trong bụng. Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên giãy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Đoạn này dạy đạo đức gì? 2. Được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Quân. Lúc này cả hai kẻ quá giang xe lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao thái lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa. Lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng, chúng cướp lấy chiếc xe máy chạy về hướng phà Hàm Luông. Đoạn này dạy đạo đức gì? 3. Khi đến gần bến phà, sợ phát hiện vết máu và bùn dính trên người do vật lộn trong lúc nạn nhân chống cự, cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở hai vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thất kinh hồn vía khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng từ bao giờ. Đoạn này dạy đạo đức gì? 4. Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, sinh năm 1987, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về một vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện gây sự tò mò trong người dân. Đoạn này dạy đạo đức gì? 5. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Ông tên Mai Văn Hóa, sinh năm 1965, nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc, ngụ ấp 7 thị trấn Thành Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Hóa trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết. Đoạn này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. 1. Khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 12 2004, quốc lộ 57 thuộc địa bàn xã Tân Phong lúc này đã chìm hẳn trong màn đêm tĩnh mịch. Hai bóng đen đang ngồi thì thầm to nhỏ thì bất chợt từ xa một ánh đèn xe máy quét đến, khiến cả hai mừng thầm trong bụng.
Khi xe đến gần, một trong hai thanh niên vẫy tay xin được quá giang. Nhìn cả hai đáng tuổi con cháu mình đang đêm lại lỡ đường, người đàn ông dừng xe cho hai kẻ lạ mặt đi nhờ mà không một chút đắn đo. Đoạn này dạy thiếu đức cảnh giác, hiếu sinh tí hành. Như chúng ta đều biết, từ khi Đức Phật ra đời cho đến nay đã hơn 2.500 năm, Ngài đã đem lại cho loài người một nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Thế mà một thời gian quá dài, hơn 2.500 năm, nhưng con người từ Đông sang Tây chẳng có ai biết đến nền đạo đức này là gì nữa. Người ta chưa bao giờ nghe nói đến cái tên thì làm sao biết được những hành động đạo đức đó. Thậm chí, ngay đến cả chương trình giáo dục đào tạo, 8 lớp học đạo đức nhân bản nhân quả đó, con người cũng không biết. Do không biết đạo đức này, nên con người chạy theo lòng dục vọng tham lam. Tất cả các nước trên hành tinh này, không có nước nào không có trộm cắp, cướp giật của cải, giết người. Vì lòng tham lam, cho nên thế giới này lúc nào cũng có chiến tranh, không nước này thì nước khác. Ngày nào trên thế giới không nước này thì nước kia cũng xảy ra nạn, gian tham, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, cá cược, hiếp dâm, mại dâm, vân vân. Vì thế, ban đêm nhà nhà đều phải đóng cửa, luôn luôn lo sợ những kẻ gian tham lẻn vào trộm cắp. Còn ra đường thì lo sợ những kẻ móc túi, giật túi xách. Cho nên ở trong nhà, cũng như khi đi ra đường, ai cũng đều cảnh giác và nơm nớp lo sợ. Bởi vậy, con người không học đạo đức ly tham, cho nên tâm còn dẫy đầy tham, sân, si, mạn, nghi. Nên thấy cái chi cũng tham muốn, thấy cái chi cũng muốn lấy. Từ lòng tham muốn sinh ra muôn ngàn mưu mô thủ đoạn để cướp đoạt công sức, tiền bạc, tài sản, ruộng đất, vân vân của người khác. Trong xã hội loài người, người lãnh đạo đất nước phải sáng suốt, bắt buộc toàn dân, từ già chí trẻ, người nào cũng phải đi học đức ly tham. Có học đức ly tham thì xã hội mới không có người gian tham, trộm cắp, cướp giật, vân vân. Đức ly tham rất cần cho mọi công dân trong một nước. Muốn cho xã hội có trật tự an ninh thì mọi người phải học đức ly tham. Nguyên nhân mất trật tự an ninh trong thôn xóm, làng, thị xã, thị trấn, thành phố, thủ đô chính do lòng tham muốn của con người. Lòng tham muốn mới sinh ra trộm cắp, cướp của, giết người. Chính lòng tham muốn của con người mà gia đình tan nát, con cái đi kiện thưa cha mẹ, anh em chia lìa, đâm chém giết nhau vì ruộng đất, của cải tài sản. Chính lòng tham muốn của con người mà thế giới chiến tranh không bao giờ chấm dứt. Vì thế, chúng ta cần mở một chiến dịch diệt trừ lòng tham muốn. Có như vậy thì tệ nạn trộm cắp cướp giật mới chấm dứt. Nhờ đó, nhà nhà ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường của rơi không ai lượm. Một đất nước muốn nhân dân được bình an yên ổn, xã hội có trật tự an ninh, thì nên tổ chức những lớp học đạo đức ly tham để xóa tệ nạn trộm cắp cướp của giết người. Trong một xã hội đạo đức đang xuống cấp thì mọi người cần phải cảnh giác. Cảnh giác là một đức hạnh, là một thiện pháp, nó sẽ chuyển được nghiệp báo nhân quả. Nếu Bát Mai Văn Hóa đề cao cảnh giác, ban đêm thấy thanh niên nam nữ, tuổi trẻ hay người lớn tuổi xin quá giang thì đừng cho. Thứ nhất, chạy xe ban đêm thấy có người đón xe xin quá giang thì tống ga chạy nhanh để tránh tai họa. Đó là cách cứu mình duy nhất trên đường đi lúc ban đêm. Nhiều người thiếu cảnh giác mang lại cái chết đau lòng cho nhiều người, nhất là gia đình. Thứ hai, nếu có cho quá giang thì chở thẳng vào trụ sở công an nhờ họ giúp đỡ, còn mình thì trở về nhà. Xưa có một bà la môn tốt bụng, ông đang cưỡi ngựa bỗng thấy có một người ôm chân rên la kêu khóc không đi được. Ông bà la môn xuống ngựa và nhường cho người bị tai nạn, rồi ông dắt ngựa đi. Nhưng người bị nạn kêu đau chân và xin: "Ông hãy đưa dây cương ngựa cho tôi thì ngựa đi mới êm được." Nhưng khi nắm được dây cương thì người bị nạn kia ra roi chạy như bay. Người bà la môn biết mình bị lừa, liền gọi người kia dừng lại và nói đôi lời: "Này ông bạn, hành động của ông bạn quý quá. Nếu sau này có ai bị nạn, chắc không còn ai dám giúp đỡ. Vậy ông bạn cứ đi." Xã hội đầy trộm cướp mà ban đêm cho quá giang là điều thiếu cảnh giác. Một anh xe ôm chở hai người khách nhờ cảnh giác, thấy khả nghi nên khi chạy đến chỗ đông người liền dừng lại, chạy bỏ xe và tri hô, nhờ đó thoát nạn. Quần chúng bắt được hai tên cướp có súng. Nếu Bác Quá biết cảnh giác thì đâu có xảy ra cái chết rất oan uổng như thế này. Bác Quá là một người tốt,
xem hai chú thanh niên kia như con cháu nên sẵn sàng giúp đỡ. Thế mà hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đức ly tham bao giờ đâu, nên lòng tham ngút ngàn, chỉ còn biết có của cải tài sản, nên nỡ nhẫn tâm giết chết bắt quá. Vậy tội này về ai? Nếu hai cháu thanh niên này có học đạo đức hiếu sinh và đạo đức ly tham thì đâu có xảy ra một cảnh giết người đau lòng nát dạ trước cái chết thảm thương của bắt quá như thế này, phải không quý vị? Tình trạng đất nước chúng ta thường xảy ra những tệ nạn xã hội dẫy đầy, ngày một tăng thêm, làm cho những người lãnh đạo đất nước đau đầu và người dân sống trong lo âu và sợ hãi. Hai, được một đoạn khoảng chừng 500 mét, chúng nhờ chở vào đoạn đường rẽ liên ấp thuộc ấp Quy Đức, xã Quế Điền. Đến một nơi vắng vẻ, hai bên là một ruộng lúa cách quốc lộ 57 chừng 80 mét, gần chân cầu Dương Văn Môn. Lúc này cả hai kẻ quá gian lộ nguyên hình là hai tên cướp hung ác. Vừa bước xuống xe, một tên cầm dao thái lan loại lưỡi xếp, tên kia dùng gậy đâm và đánh cho tới khi nạn nhân bất động. Cả hai khiêng xác nạn nhân quăng xuống ruộng lúa, lục được trong túi quần áo nạn nhân 103.000 đồng. Chúng cướp chiếc xe máy chạy về hướng Phà Hàm luôn. Đoạn này nói hành động bất lương, thiếu đạo đức, ly tham thân hành. Đọc đoạn này chúng ta mới thấy con người quá hung dữ, tàn ác, nở những tâm giết người một cách đau thương. Cho nên con người hiện giờ độc ác hơn loài thú hung dữ. Nền đạo đức đang xuống cấp, nên chúng ta hãy đề cao cảnh giác, không nên tin bất cứ một người nào khác. Đức đề cao cảnh giác giúp chúng ta vượt thoát mọi sự khổ đau, thoát ra khỏi những tai nạn hiểm nghèo. Hiện giờ người nào cũng đầy ắp những tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, đức cảnh giác rất cần thiết cho chúng ta trong lúc này. Khi gây gổ với ai, họ có thể giết chúng ta dễ như chơi. Vậy khi thấy ai gây gổ thì nên nhẫn nhịn và tránh xa. Càng nhẫn nhịn tránh xa càng tốt. Phải tập im lặng như thánh. Ngày xưa, ngoại đạo chửi mắng Phật và chúng thánh tăng thậm tệ trước mặt Phật, nhưng Ngài im lặng, không hề có lời qua tiếng lại. Cho đến khi các đệ tử của Người hỏi lý do như thế nào mà nhẫn nhịn như vậy, Ngài trả lời: khen không đúng giới luật là khen sai, chê không đúng giới luật là chê sai. Khen chê không đúng có gì mà phải cãi qua cãi lại với những người hung ác, không biết giới luật, không biết đạo đức. Cảnh giác để không làm khổ mình, khổ người. Cảnh giác để chuyển nhân quả, làm cho những điều ác xa lìa và làm cho những điều thiện được tăng trưởng. Học Phật Pháp, chúng ta biết rất nhiều đức hạnh. Vì mỗi hành động của chúng ta là đức hạnh hay không đức hạnh, rất dễ nhận xét. Khi một hành động mang đến sự khổ đau cho mình, cho người là hành động thiếu đức hạnh, còn ngược lại là hành động có đạo đức. Cho nên đạo đức tới đâu thì sự bình an yên vui đến đó. Trong cuộc đời của chúng ta, có ba nơi xuất phát hành động đạo đức hay không đạo đức chúng ta đều biết rất rõ. Đó là thân, miệng, ý. Khi thân, miệng, ý nói, làm hay suy nghĩ một điều gì mà điều đó có sự đau khổ cho mình, cho người hay cho cả hai, là chúng ta biết đó là hành động ác, là hành động thiếu đạo đức. Còn ngược lại là chúng ta sống có đạo đức. Khi xin quá gian, đó là khẩu hành lừa đảo gạt người, rồi đến chỗ vắng giết người để cướp của cải xe cộ, thật là tàn ác. Những kẻ gian ác mất tính người thật đáng chê trách. Họ chỉ còn là bản chất của loài thú dữ. Con người mà dám giết con người thì phải có sự huân tập sát hại những loài động vật không biết bao nhiêu con mà kể. Đôi tay họ đã giấy máu ghê gớm và đã hóa thành quen một nghiệp lực giết hại. Cho nên khi giết người cướp của, họ không còn là một con người, họ không còn có một tình người biết thương xót ai, họ chỉ còn biết sợ công an, người thi hành pháp luật của nhà nước mà thôi. Giết một người như giết một con vật thì đạo đức hiếu sinh đối với những người này chẳng còn có một chút xíu nào cả. Chính họ còn không biết thương họ, họ đã làm khổ. Ba, khi đến gần bến phà,
sợ phát hiện những vết máu và bùn dính trên người do vật lộn trong lúc bị nạn nhân chống cự, cả hai vào nhà một người dân gần đấy xin được tắm nhờ. Nhận thấy điều bất thường ở hai vị khách lạ này, chủ nhà với tinh thần cảnh giác cao, một mặt giả vờ cho chúng tắm, một mặt sai người nhà đi báo công an và lực lượng bảo vệ phà. Vừa tắm xong, cả hai đã thất kinh hồn vía khi thấy lực lượng công an xã đã đợi chúng từ bao giờ. Đoạn này dạy đức nhân quả nghiệp báo. Nhân nào quả nấy, vừa tạo nhân giết người cướp của xong, thì ngay đó là quả công an bao dây nhà, còng tay đưa về trụ sở. Nhân quả hiện tiền không phải đợi nhiều kiếp, chỉ trong một kiếp này. Giết người thì pháp luật sẽ kêu án tù tội chung thân hoặc tử hình. Hai cháu thanh niên này được xem như cuộc đời tới đây là hết. Nếu tuổi trẻ như hai cháu này sinh ra được gặp đạo đức nhân bản nhân quả, được học lớp đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, thì hai cháu thanh niên này đâu có rơi vào những tội ác tày trời, giết người cướp của, tội lỗi quá lớn lao. Dù cho hiện giờ hai cháu có ăn năn sám hối thì không còn cách nào cứu chữa, chỉ còn chờ tòa án xét xử. Chắc chắn hai cháu còn phải có người tử hình và phải có người tù tội chung thân. Nhưng như vậy chưa xong, luật nhân quả sẽ xử phạt cái chết rùng rợn thảm thương cũng như hiện giờ các cháu đã nở tâm ra tay giết hại bác quá vậy. Trong xã hội chúng ta không chỉ có hai cháu này mà còn nhiều cháu nữa. Báo chí hàng ngày thường đăng tin tức xảy ra nhiều vụ án mạng do trộm cắp cướp giật giết người. Bước chân vào thăm những trại giam khắp nơi trong nước thì số tù nhân trộm cắp cướp của giết người, hút chích xì ke ma túy, mại dâm, hiếp dâm, cờ gian bạc lận đông vô số kể. Phần đông nam nữ tội phạm đủ các loại tuổi tác, nhất là thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ tuổi còn học trò. Họ không được giáo dục đào tạo theo các lớp đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, đạo đức chung thủy, đạo đức thành thật và đạo đức minh mẫn, nên thường phạm vào những tội cướp trộm và kế đến là tội giết người. Đứng trước tình trạng thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phạm vào những tội trộm cắp cướp của giết người thì thật là đáng thương, nhưng cũng đáng trách gia đình và xã hội chưa làm hết bổn phận trách nhiệm giáo dục con em của mình về đạo đức. Ngay từ bây giờ chưa phải muộn, chúng ta là những bậc làm cha mẹ, là những bậc lãnh đạo đất nước thì phải xem xét lại vấn đề giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả. Trong đó có nhiều đức hạnh như đã nói ở trên: đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn. Tất cả thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ cần phải được giáo dục học tập những đạo đức này. Nếu người nào chưa học, bắt buộc phải học. Nhờ có sự tổ chức và bắt buộc học tập đạo đức như vậy thì ngành công an giữ gìn trật tự an ninh trong nước sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Hiện giờ các cháu thanh niên hay thanh thiếu niên nam nữ hoặc bất cứ một người nào vi phạm tội trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm, mãi dâm, xì ke, ma túy, hút sách cờ bạc vân vân thì cưỡng bức cải tạo đi học các lớp đạo đức này. Nếu người nào học thi đậu được thả cho về, còn rớt thì ở lại học nữa, đến khi thi đậu mới trả tự do cho hòa nhập với cộng đồng. Có xây dựng và đào tạo đạo đức như vậy thì xã hội này mới bình an, mới không còn những tệ nạn xã hội, mới không còn cảnh giết người, những cái chết rất oan uổng. 4. Ngay khi đưa cả hai đối tượng cùng chiếc xe máy về trụ sở, bọn chúng khai nhận tên là Trần Quốc Quy, sinh năm 1987, và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1988, cùng ngụ ấp Phủ, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Mờ sáng hôm sau, nguồn tin về vụ cướp của giết người lan nhanh trong huyện, gây sự tò mò trong người dân. Câu này dạy đạo đức nhân quả nghiệp báo. Làm một điều ác có thể che giấu mọi người, nhưng không thể nào che giấu được luật nhân quả. Nếu người làm ác còn có một chút thiện lành trong lương tâm, còn có những hành động biết thương người, biết giúp đỡ người, hoặc cứu giúp yêu thương các loài động vật khác, cho nên làm một điều ác mà còn lẩn tránh pháp luật được 5-10 ngày, hay 1-2 tháng, hoặc 5-10 năm, 20 năm, đều do có làm những điều lành, vì thế mới tránh né pháp luật được. Chờ khi hết phước thì nghiệp báo phải trả, không còn tránh né đâu khỏi. Làm ác cũng giống như một người sinh ra, không thể nào tránh mưa nắng được. Luật nhân quả rất công bằng và công lý xử phạt rất nghiêm minh. Dù một hành động ác nhỏ
một lời nói có hàm ý ác thì vẫn phải trả quả, không trốn đâu khỏi, trả quả ngay liền trong hiện tại. Do không hiểu luật nhân quả nên người đời thường gọi nhân quả nghiệp báo là luật trời. Luật pháp nhân quả như vậy, cho nên chúng ta làm hay nói phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới làm hoặc nói, chứ đừng muốn nói sao là nói, muốn làm sao làm là không được. Luật nhân quả không tha cho một ai cả. Nhớ làm việc thiện, nói điều thiện, chứ đừng nói và làm điều ác. Đó là lời dạy của Đức Phật. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. 5. Thông tin về lai lịch nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Ông tên Mai Văn Quá, sinh năm 1965, nguyên là một dược sĩ đã nghỉ việc, ngụ ấp 7, thị trấn Thạnh Phú. Buổi chiều hôm ấy, ông Quá trên đường đi thăm người thân về nhà thì bị bọn cướp giết. Đoạn này dạy đạo đức nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo rất đáng sợ, sắp xếp giờ khắc không sai một ly hào nào. Vào giờ đó, ông Quá đi thăm người thân về. Đúng lúc là Quy và Hòa ngồi chờ để cướp xe và giết người. Nếu nhân quả ông Hóa không nợ cái chết như vậy thì ông sẽ về sớm hơn hoặc trễ hơn. Cho nên nhân quả cộng nghiệp ông Quá không thể tránh khỏi. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp. Nhờ thế mà nhân quả nghiệp báo không có, nên cuộc sống của chúng ta đều gặp nhiều may mắn. Người sống thiện không bao giờ lo lắng sợ hãi. Người sống thiện tâm hồn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Trong lớp học đạo đức hiếu sinh, đạo đức ly tham, sao các tu sinh lại còn tranh chấp hơn thua từng lời nói để làm gì? Để tự tạo ra cho mình khổ, người khác cùng khổ theo ư? Sao lại vô minh như vậy? Trên đời các pháp đều là vô thường. Các pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta? Thế sao tu sinh lại hơn thua nhau từng lời nói, để rồi kẻ ở người đi? Thật là buồn phải không các tu sinh? Cuộc đời này còn có gì đâu, chỉ toàn là sự khổ đau. Sao chúng ta không biết thương nhau? Học đạo đức hiếu sinh thì phải thương nhau, phải tha thứ cho nhau. Cớ sao lại tranh chấp hơn thua từng lời nói, rồi mạt sát lẫn nhau? Nói xấu nhau như vậy có lợi ích gì? Hay làm đau khổ mình, đau khổ người và đau khổ cả hai? Các tu sinh học đạo đức ly tham, sao lại không đi để rồi phải bỏ lớp học ra đi? Ra đi quý tu sinh sẽ còn biết tu tập cái gì đây? Quý tu sinh cứ nghĩ rằng còn có những pháp cao siêu hơn, tu để thành Phật, để thành tiên, tu để có thần thông biến hóa tàng hình. Đó là các tu sinh sống trong ảo tưởng, trong mơ. Thật sự không còn pháp nào hơn là giới luật đức hạnh để giúp cho loài người thoát khổ. Muốn thoát khổ đau, chỉ có pháp duy nhất này mới chuyển đổi nhân quả thiện ác, mới đem lại sự sống bình an cho loài người mà thôi. Nếu không có giới luật đức hạnh nhân bản nhân quả, không có pháp như lý tác ý, thì cuộc đời sẽ trôi lăn theo dòng nhân quả nghiệp báo. Thì biết chừng nào con người mới ra khỏi luân hồi sinh tử? Thì biết chừng nào chấm dứt và làm chủ nhân quả sinh già bệnh chết? Các tu sinh bỏ tu viện ra đi là đi vào bước đường cùng của cuộc đời. Rồi đây sẽ trôi lăn trong lục đạo, khổ đau không cùng tận. Tu thì có biết bao nhiêu người tu, từ đông sang tây, từ nam chí bắc, nhưng có ai chuyển được nhân quả, làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sinh luân hồi? Tu theo Phật giáo là buông xả. Buông xả tất cả phải trái, tốt xấu, trắng đen, danh lợi, vật chất, tiền của. Ngay cả chính bản thân còn không giữ được, huống lời qua tiếng lại mà không buông xả được hay sao? Sao không tập im lặng như thánh? Lớp học đạo đức này là lớp học gạn lọc những người có học đạo đức hay không học, những người có áp dụng đạo đức hay không áp dụng. Những người nào có đạo đức thì những người đó mới được lên lớp chuyên tu tập thiền định do trực tiếp thầy hướng dẫn. Khi các tu sinh đến với thầy chắc không còn bao nhiêu người, vì các tu sinh phải trải qua những lớp rèn luyện nhân cách đạo đức, tam quy, ngũ giới, bát giới và thập thiện. Những giới luật được huấn luyện dạy rất kỹ càng, giúp cho tu sinh dùng đạo đức làm chủ thân tâm mình. Nhân quả nghiệp báo thật là kinh khủng. Nếu không huấn luyện đạo đức thì con người sẽ luôn luôn chạy theo nhân quả tạo biết bao nhiêu ác pháp, rồi cũng từ đó chịu biết bao nhiêu sự khổ đau của nghiệp báo. Nếu cứ để mọi người chạy theo vòng tròn của nhân quả nghiệp báo
thì biết chừng nào ra khỏi. Nhân quả nghiệp báo là mê hồn trận. Nếu mọi người không theo con đường giới luật của Phật giáo thì không thể nào thoát ra khỏi mê hồn trận này. Đoạn tin tức trên đây cho chúng ta biết nhân quả nghiệp báo là một đạo luật rất công minh. Kẻ làm ác trả quả liền như hai cháu thanh niên trên đây. Còn bắt quá thì trả nhân quả nghiệp báo kiếp trước. Từ trong kiếp quá khứ có gieo nhân ác để tạo thành một nền tảng nghiệp báo của kiếp này mới gặp hai cháu thanh niên này. Ngay trong đời sống hiện tại, bát quá do không từ bỏ giết hại và ăn thịt chúng sinh, vì thế nhân quả không chuyển đổi được, nên đến giờ trả quả thì bát quá phải chết trong cái chết đau thương, xác được ném xuống ruộng như cá tôm. Chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, quyết tâm tu học theo những lời Phật dạy để chuyển đổi nhân quả, làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi, tức là làm chủ nhân quả nghiệp báo. Và nhất định chúng ta sẽ làm được, và làm được trong một đời này, không phải chờ đợi nhiều đời, nhiều kiếp sau nữa. Quyết một lòng giữ gìn đức hạnh và giới luật tu hành đến cùng, chẳng bỏ cuộc, phải không các tu sinh? Quý tu sinh hãy cố gắng bền chí tu học giới luật đức hạnh cho thông suốt, cho thấm nhuần, để biến giới luật đức hạnh là mình là giới luật đức hạnh. Học tập và rèn luyện nhân cách về giới luật đức hạnh không phải học để hiểu suông, mà học để sống. Học để sống là phải siêng năng bền chí, hằng ngày đều tác ý khi gặp những đối tác làm mất sự bình tĩnh. Khi tâm mất bình tĩnh thì tất cả ác pháp sẽ tấn công vào tâm, và chừng đó đức hạnh không còn nữa, chỉ còn lại một bãi chiến trường đau khổ. Cho nên dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng ta đều phải nhắc tâm: tất cả mọi việc xảy ra trên thế gian này đều là do nhân quả, mà nhân quả thì luôn luôn biến đổi. Vì vậy, mọi vật đều biến đổi, thì có vật nào là của ta, thì có việc gì là phải là trái, thì có việc gì là đúng là sai. Tất cả là trò diễn kịch của nhân quả theo nghiệp mà tác động, tạo ra biết bao nhiêu sự khổ đau cho mình, cho người. Vậy chúng ta chỉ còn biết thương yêu, chứ không nên ghét ai cả. Vì thế Đức Phật dạy: thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Cho nên mỗi khi có điều gì xảy ra, chúng ta nên thấy lỗi mình. Đó là câu tác ý hay nhất. Bài học thứ 6: rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Huynh đệ tương tàn vì mảnh đất hương hỏa. Đứng trước vành móng ngựa là người đàn ông tuổi ngoài 40, da đen, thân hình gầy gò với khuôn mặt khắc khổ. Bị cáo đưa mắt nhìn hai đứa cháu ruột như muốn van xin sự tha thứ về tội lỗi mình đã gây ra, khiến chúng vốn mồ côi mẹ nay lại mất cha trong nỗi đau đớn ê chề. Cách đây 25 năm, Nguyễn Văn B và cô thôn nữ Trần Thị H cưới nhau và sinh được hai người con là Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị N. Hạnh phúc gia đình họ đang ấm êm thì chị H qua đời năm 1993. Ông B dắt hai con về gửi bên ngoại để các dì nuôi dưỡng rồi bỏ đi biển biệt. Đầu tháng 8 2005, ông B quay về quê và tạm trú tại nhà anh ruột duy nhất là Nguyễn Văn Em. Nguyễn Văn Em cũng có vợ và một con trai, nhưng với bản tính hung bạo, thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nên bà S, vợ ông Em, cùng đứa con trai đã ra ở riêng. Chỉ còn ông Em sống một mình trong ngôi nhà của cha mẹ để lại, hằng ngày kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông. Theo như lời khai nhận của Nguyễn Văn Em trước cơ quan công an, thì sau khi về quê, ông B đến ở chung với em và hai lần có đề cập đến chuyện dựng nhà trên mảnh đất hương quả, nhưng em không đồng ý. Chừng 7 giờ tối ngày 13 tháng 9 2005, hai anh em họ lại có cuộc tranh luận rồi dẫn đến cãi vã gay gắt, cũng là vì chuyện đất đai. Không kiềm chế được bản thân, ông em chạy ra ngoài lấy chiếc rửa sắt, quay vào nhà, chém ông B lúc đó đang ngồi quay lưng ra cửa cho đến chết. Ngay đêm đó, Nguyễn Văn Em dùng dây buộc nạn nhân kéo ra sông cách nhà 40 mét. Sau đó dùng ghe chở qua bên kia sông Gò Bồi để phi tang. Nguyễn Văn B nghĩ rằng thủy triều lên sẽ kéo xác nạn nhân ra biển. Sự mất tích của Nguyễn Văn B cũng chẳng có gì quan trọng,
bởi trước đây 12 năm B cũng từng bỏ đi, chắc sẽ chẳng có ai thắc mắc gì. Khoảng 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9 2005, một chiếc vỏ lãi chở đám cưới trên sông Gò Bồi thuộc địa phận huyện Tuy Phước đã phát hiện một xác chết nổi lên bền trên sông và trôi dạt vào bờ, nên nhờ dân địa phương báo tin cho công an kịp thời có mặt tại hiện trường tổ chức vớt xác lên bờ. Tử thi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, chết trước đó khoảng 3-4 ngày. Trên thi thể có 12 vết thương, trong đó vùng đầu có 5 nhát. Nhận định đây có khả năng là vụ giết người nhằm phi tang chứng, nên cơ quan điều tra đã kết hợp cùng các cơ quan có chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là vì mâu thuẫn cá nhân gay gắt, không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. Giữa nạn nhân và hung thủ có thể có mối quan hệ thân thiết. Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm người dân đứng chật bên sông Gò Bồi bàn tán xôn xao. Tin đồn thất thiệt cũng được lan ra khắp nơi, nhưng tự trung lại vẫn là nỗi xót xa cho người đàn ông đáng thương và sự căm phẫn về hành vi phi nhân tính của hung thủ. Công an huyện Tuy Phước phối hợp cùng các địa bàn lân cận rà soát kỹ xem có trường hợp nào có người bị mất tích không, đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân, bởi đó là mấu chốt để tìm ra đầu mối vụ án. Do tử thi hoại tử và biến dạng nên việc nhận diện không thể tiến hành được. Chỉ biết rằng trên xác chết có một số vết xăm rất lạ mắt. Tuy nhiên, đó lại chính là manh mối để tìm ra tung tích nạn nhân. Khi biết được tin này, ông Nguyễn Văn C, 47 tuổi ở Phước Hòa, đã đến gặp trực tiếp trinh sát. Ông nói rằng nếu nơi ngực nạn nhân có xăm hình ba ngọn núi và đùi bên trái có xăm hình cổ quan tài có ba ngọn nến và hai câu thơ, thì đó chính là ông Nguyễn Văn B, bạn ông. Trước kia ông B có nhờ ông xăm những hình trên để làm kỷ niệm. Như vậy, xác chết trên được khẳng định là ông Nguyễn Văn B. Sau khi xác nhận được tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ mâu thuẫn cá nhân và nhận định có khả năng đây là vụ án có liên quan đến tình cảm gia đình và hung thủ xa lưới. Trong đám tang ông B, thân nhân hàng xóm đều tỏ vẻ thương xót, duy chỉ có một người vẫn ráo nước mắt và luôn có nhiều biểu hiện bất thường, đó là ông Nguyễn Văn Em, anh ruột nạn nhân. Được biết nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ cách nhà ông Em chừng 100 mét, nhưng ông ta vẫn dửng dưng bàng quan như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, ông Nguyễn Văn Em đã án binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế Nguyễn Văn Em là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án giả mang trên. Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tin và tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Văn Em chính là hung thủ đã giết ông Nguyễn Văn B. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ tiến hành rất khó khăn, bởi Nguyễn Văn Em đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thủng nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng bằng mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã khống chế được Nguyễn Văn Em. Khám xét nhà Em, cơ quan công an thu giữ được số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn Em đã khai nhận hành vi giết em ruột mình. Mặc dù đã che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhưng tội ác giả mang cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Hành vi phạm tội của em đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, ra tay giết hại đứa em ruột máu mủ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Mới đây, Nguyễn Văn Em đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh nguyên bản án cho những hành động của mình. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trần Kim Anh. Những câu hỏi. 1. Cách đây 25 năm, Nguyễn Văn B và cô thôn nữ Trần Thị H cưới nhau và sinh được hai người con là Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị N. Hạnh phúc gia đình họ đang ấm êm thì chị H qua đời năm 1993. Câu này dạy đạo đức gì? 2. Ông B dắt hai đứa con về gửi cho bên ngoài để các dì nuôi dưỡng rồi bỏ đi biền miệt. Câu này dạy đạo đức gì?
3. Đầu tháng 8 2005, ông B quay về quê và tạm trú tại nhà anh ruột duy nhất là ông Nguyễn Văn Em. Nguyễn Văn Em cũng có vợ và một con trai, nhưng với bản tính hung bạo, thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nên bà S vợ ông Em cùng đứa con trai đã ra ở riêng. Câu này dạy đạo đức gì? 4. Chỉ còn ông Em sống một mình trong ngôi nhà của cha mẹ để lại, hằng ngày kiếm sống bằng nghề chài lưới trên sông. Câu này dạy đạo đức gì? 5. Theo như lời khai nhận của Nguyễn Văn Em trước cơ quan công an, thì sau khi về quê, ông B đến ở chung với Em và hai lần có đề cập đến chuyện dựng nhà trên mảnh đất Hương Quả, nhưng Em không đồng ý. Câu này dạy đạo đức gì? 6. Chừng 7 giờ tối ngày 13 tháng 9 2005, hai anh em họ lại có cuộc tranh luận rồi dẫn đến cãi giả gay gắt, cũng lại về chuyện đất đai. Không kiềm chế được bản thân, ông Em chạy ra ngoài lấy chiếc cửa sắt, quay vào nhà chém ông B, lúc đó đang ngồi quay lưng ra cửa cho đến chết. Câu này dạy đạo đức gì? 7. Ngay đêm đó, Nguyễn Văn Em dùng dây buộc nạn nhân kéo ra sông cách nhà 40 mét, sau đó dùng ghe chở qua bên kia sông Gò Bồi để phi tang. Nguyễn Văn B nghĩ rằng thủy triều lên sẽ kéo xác nạn nhân ra biển. Sự mất tích của Nguyễn Văn B cũng chẳng có gì quan trọng, bởi trước đây 12 năm B cũng từng bỏ đi, chắc sẽ chẳng có ai thắc mắc gì. Câu này dạy đạo đức gì? 8. Khoảng 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9 2005, một chiếc vỏ lãi chở đám cưới trên sông Gò Bồi thuộc địa phận huyện Tuy Phước đã phát hiện một xác chết nổi lềnh bềnh trên sông và trôi dạt vào bờ, nên nhờ dân địa phương báo tin cho công an kịp thời có mặt tại hiện trường tổ chức vớt xác lên bờ. Tử thi là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, chết trước đó khoảng 3-4 ngày. Trên thi thể có 12 vết thương, trong đó vùng đầu có 5 nhát. Nhận định đây có khả năng là vụ giết người nhằm phi tang chứng, nên cơ quan điều tra đã kết hợp cùng các cơ quan có chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc. Câu này dạy đạo đức gì? 9. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án là vì mâu thuẫn cá nhân gay gắt, không loại trừ khả năng giết người cướp tài sản. Giữa nạn nhân và hung thủ có thể có mối quan hệ thân thiết. Cũng trong ngày hôm đó, hàng trăm người dân đứng chật bên dòng sông Gò Bồi bàn tán xôn xao. Tin đồn thất thiệt cũng được lan ra khắp nơi, nhưng tự trung lại vẫn là nỗi xót xa cho người đàn ông đáng thương và sự căm phẫn về hành vi phi nhân tính của hung thủ. Câu này dạy đạo đức gì? 10. Công an huyện Tuy Phước phối hợp cùng các địa bàn lân cận rà soát kỹ xem có trường hợp nào người bị mất tích không, đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích nạn nhân, bởi đó là mấu chốt để tìm ra đầu mối vụ án. Do tử thi hoại tử và biến dạng nên việc nhận diện không thể tiến hành được. Chỉ biết rằng trên xác chết có một số vết xăm rất lạ mắt, tuy nhiên đó lại chính là manh mối để tìm ra tung tích nạn nhân. Câu này dạy đạo đức gì? 11. Khi biết được tin này, ông Nguyễn Văn C, 47 tuổi ở Phước Hòa, đã đến gặp trực tiếp trinh sát. Ông nói rằng nếu nơi ngực nạn nhân có xăm hình ba ngọn núi và đùi bên trái có xăm hình cổ quan tài có ba ngọn nến và hai câu thơ, thì đó chính là Nguyễn Văn B, bạn ông. Trước kia, ông B có nhờ ông xăm những hình trên để làm kỷ niệm. Như vậy, xác chết trên được khẳng định là ông Nguyễn Văn B. Câu này dạy đạo đức gì? 12. Sau khi xác nhận được tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra tiến hành rà soát các mối quan hệ, mâu thuẫn cá nhân và nhận định có khả năng đây là vụ án có liên quan đến tình cảm gia đình và hung thủ xa lưới. Câu này dạy đạo đức gì? 13. Trong đám tang ông B, thân nhân hàng xóm đều tỏ vẻ thương xót vì chỉ có một người vẫn ráo nước mắt và luôn có nhiều biểu hiện bất thường, đó là ông Nguyễn Văn Em, anh ruột nạn nhân. Được biết nơi phát hiện xác nạn nhân chỉ cách nhà ông Em chừng 100 mét, nhưng ông ta vẫn dửng dưng, bàng quan như không có chuyện gì xảy ra. Câu này dạy đạo đức gì?
14. Thời gian trước và sau khi phát hiện xác ông B, Nguyễn Văn Em đã ám binh bất động trong nhà, cửa nẻo luôn được khóa chặt. Chính vì thế, Nguyễn Văn Em là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án giả mang trên. Câu này dạy đạo đức gì? 15. Sau khi tổng hợp nhiều nguồn tin và tài liệu, cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Văn Em chính là hung thủ đã giết ông Nguyễn Văn B. Tuy nhiên, quá trình bắt giữ tiến hành rất khó khăn bởi Nguyễn Văn Em đã tử thủ trong nhà và luôn cầm thủng nhọn để hăm dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng bằng mưu trí và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã khống chế được Nguyễn Văn Em. Khám sát nhà Em, cơ quan công an thu được số hung khí và tang vật liên quan đến vụ án. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Văn Em đã khai nhận hành vi giết em ruột mình. Câu này dạy đạo đức gì? 16. Mặc dù đã che giấu hành vi phạm tội một cách tinh vi, nhưng tội ác giả mang cuối cùng cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Hành vi phạm tội của em đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, ra tay giết hại đứa em ruột máu mủ của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Mới đây, Nguyễn Văn Em đã phải ra trước vành móng ngựa để lãnh nguyên bản án cho những hành động của mình. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. 1. Cách đây 25 năm, Nguyễn Văn B và cô thôn nữ Trần Thị H cưới nhau và sinh được hai người con là Nguyễn Văn T và Nguyễn Thị N. Hạnh phúc gia đình họ đang ấm êm thì chị H qua đời năm 1993. Câu này dạy hạnh vô thường theo quy luật nhân quả. Điều mà người ta gọi là hạnh phúc gia đình thì ở đây chúng ta thấy vợ chồng anh có hạnh phúc không? Lập gia đình suốt 25 năm, sinh ra hai đứa con, một trai, một gái. Nhưng rồi vợ chết, anh không nuôi con mà đem con gửi cho bên ngoại nuôi, rồi bỏ đi biển biệt 12 năm. Hạnh phúc của thế gian thật là đau khổ. Khi chồng hoặc vợ chết, còn lại một mình với bao kỷ niệm vui buồn cay đắng, và còn một gánh nặng trên vai là phải nuôi con. Đó là bổn phận, trọng trách gánh vác gia đình. Và như vậy là hạnh phúc sao? Trong bài này chúng ta thấy anh B sống chỉ toàn là một cuộc sống đau khổ. Vợ chết bỏ con cho người khác nuôi, và như vậy là một người cha thiếu đạo đức. Đành bỏ con mình giao cho người khác nuôi, trong khi chúng nó được sinh ra bằng máu thịt của mình, bằng tình yêu thương của mình. Thế mà anh B nở tâm bỏ chúng cho người khác nuôi, thật là đáng trách. Thật đáng thương cho hai trẻ mất mẹ lại mất cha. Cuộc đời của chúng làm sao biết được tình yêu thương âu yếm của mẹ lẫn cha như thế nào? Riêng chúng ta đến tuổi này, 50, 60 tuổi mà có người cha mẹ vẫn còn sống. Cha mẹ còn sống tại tiền là một điều phước báo vô cùng. Chúng ta là những đứa con có hạnh phúc rất lớn, sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Vì vậy, chúng ta hãy làm sao cho cha mẹ được vui lòng. Muốn cha mẹ được vui lòng, chúng ta hãy tu hành, sống đúng đức hạnh và giới luật của Phật giáo, để ước nguyện và dạy lại cho cha mẹ những điều mình đã học và tu tập. Nhờ đó mới đem lại cho cha mẹ một hướng đi đúng đắn, để cha mẹ tự làm chủ sự sống chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Ấy là làm vui lòng cha mẹ. Cho nên cuộc đời sinh ra là một chuỗi thời gian đau khổ. Người ta lầm tưởng có vợ, có con, có gia đình là hạnh phúc. Sự thật, không có gia đình nào có hạnh phúc chân thật. Họ chỉ nương tựa vào nhau để mà sống, chịu đựng vì con cái, vì danh dự, sợ người ta cười chê, vân vân. Tóm lại, những điều người ta cho là hạnh phúc, đó là những điều mà người ta đang chạy theo dục, tìm cầu dục. Dục dí như cục xương, bỏ thì tiếc, nhưng ôm nhai hoài chẳng có lợi ích gì. Càng nhai, càng lúc lại càng khổ đau hơn. 2. Ông B dắt hai con về gửi bên ngoài để các dì nuôi dưỡng, rồi bỏ đi biển biệt. Câu này dạy thiếu đạo đức, hiếu sinh, trách nhiệm bổn phận. Trong xã hội loài người có biết bao trẻ mồ côi, khi cha mẹ sinh ra sợ tai tiếng xấu xa, trong khi mình đã làm những điều xấu xa, mà còn tránh xấu xa là tránh cái gì? Nỡ lòng nào đem ném bỏ con mình như ném bỏ một món đồ phế thải trong thùng rác. Có một em bé cũng bị mẹ ném bỏ trong thùng rác. Đàn chó đã gặm nát đôi chân của em. May nhờ có người phát giác kịp thời
đem em bé vào bệnh viện cứu chữa. Thật là đáng thương.